trọng chào đón toàn thể các vị khách quý đang có mặt tại sự kiện Huawei Fusion Solar Club ra mắt sản phẩm mới giải pháp điện mặt trời thông minh cho hộ gia đình tại Việt Nam. Và ngay bây giờ để giúp quý vị có cái nhìn chi tiết hơn về những dòng sản phẩm của công ty, Hồng Hạ sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Patrick Wang, phụ trách khách hàng của Huawei Fusion Solar Việt Nam sẽ có đôi lời chia sẻ với quý vị về những dòng sản phẩm mới cho phân khúc hộ gia đình kết hợp bộ lưu trữ năng lượng. Xin trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, good morning. I'm Patrick Wong, sales manager of uh, sales department from Huawei Solar, Vietnam. So in order to let all guys have a better understanding of, of, what I'm going to introduce today, so I will speak in Vietnamese. Okay. Oh. Xin chào mọi người. Uh, trước hết là chào mừng quý uh, tất cả mọi người đến uh, tham dự hội uh, thảo trong ngày hôm nay uh, thì tuyệt là có thể tôi gọi là tại đây là chia sẻ với các bạn những sản phẩm mới của Huawei uh, yeah. chủ yếu là về hộ gia đình thì inverter với lại của hộ gia đình của Huawei. OK đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là cái inverter ấy inverter là uh, SAM, Sam 2 2000 hay đến 5 KTL là thế hệ thứ hai thiết bị này có hai bộ bộ uh, dòm tính đến công suất cực đại hoặc là MPPT OK À, cho phép là cài đặt uh, riêng thiết bị trên những bánh nhà nhỏ. Hơn nữa thì uh, inverter thông minh là thứ hai, thế, thế, thế hệ thứ hai có thể là tích hợp giao thức truyền thông cao cấp là mình gọi là embus Embus có là cho phép là inverter bộ uh, optimizer có thể kết nối làm việc trực tiếp với uh, uh, inverter. Uh, về thiết bị giám sát thì uh, kết hợp với bộ lưu trữ, uh, kết, hợp bộ lưu trữ uh, kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng đây là năng lượng của lưu trữ uh, tuyệt vời, thế là cũng là một cái chức năng tuyệt vời mà chúng ta đã tích hợp sẵn trong hệ thống uh, trước đây thế hệ trước đệ đầu tiên, nhưng mà đấy, thế hệ thứ uh, thế hệ thứ hai thì chúng ta vẫn tích hợp uh, năng lượng tuyệt vời uh, tính năng tuyệt vời này. Đây là loại ác quy lưu trữ có điện áp cao ghép chung với nhau cho phép là mở rộng, uh, nâng cao công suất hệ thống với thiết kế đơn giản, mình gọi là plug and play. Ok, ok về thiết bị giám sát thì Inventor Huawei có thể tích hợp kết nối kết nối với tín hiệu không dây Wi-Fi nhưng trong năm nay về hợp thứ hai mình cũng có sẽ có chức năng kết hợp với uh, Kibo Kibo là Ethernet and also uh, 4G, 4G vì vậy người dùng có thể thêm uh, khách hàng của mình uh, có thể theo nhiều uh, lựa chọn hơn về khối lượng thì hệ thống năm uh, năm nay thì cũng sẽ rất là nhẹ chỉ là trọng là 12 kg uh, thôi làm cho phép một người có thể kẻ đạp rất là đơn giản Uh, tiếp theo uh, hãy cùng đến uh, đến với bộ uh, yu, uh, bộ ưu uh, tối ưu hóa điểm mặt trời thông minh Samsung uh, 450Wb w uh, thế hệ thứ hai thiết bị này là là tương thích với các biến tần inverter 2 đến 5 ký một pha với lại uh, 3 đến 10 ký 3 pha uh, với uh, và và điểm tuyệt vời của bộ ưu hóa là khả năng phù hợp với tất cả uh, cả hệ thống có nghĩa là một Bộ, uh, optimizer có thể phù hợp với tất cả các bộ uh, inverter một pha, với là ba pha của Huawei và với lại có hóa là có thể là phù hợp với tất cả hầu hết tất cả tấm pin trên thị trường là cả poly với lại uh, mono. Đấy. Uh, vì vậy những người uh, lắp đặt không cần trên thị trường không cần lo lắng về về tìm nguồn cung cấp là optimizer cho uh, các loại tấm pin trên thị trường. Uh, OK cung suất là đối đa và điện áp đầu vào cho bộ optimizer là 450W với lại 80 80V DC. À, về cài đặt thì cái cái đầu ra đối ta cả à, cái đầu ra của bộ optimizer của Huawei chỉ dài là 12 m Chỉ cho nên là có cho, cho phép là người cài đặt có thể chọn chế độ à, tùng binh chế độ là, là gấp à, ghép ghép dọc với là hoặc là ngang. OK tiếp theo này tôi xin giới thiệu cái bán sản phẩm uh, rất là tuyệt vời và được mong đợi nhất rất nhiều nhà phân phối bảo là lúc nào Huawei sẽ có bình lưu trữ. Đây là sản phẩm lưu trữ của Huawei mình gọi là Luna 2000 Smart ECC ECC Energy Storage System OK uh, giống như là cái inverter chuối đối ta có bộ optimizer để tối ưu hóa hiệu suất của từng tấm pin cái uh, Luna 2000 này cũng sẽ có thiết bị sáng uh, optimizer để có thể để có thể tối ưu hóa cái hiệu suất xả và sạc. Huawei uh, uh, Huawei Luna 2000 sử dụng cái giải pháp thiết kế giảm mô đun mô đun là chép uh, chép nối uh, ghép ghép nối là công suất của mỗi mô đun để lưu trữ có thể đương đương với 5 kWh trên giờ năm kWh trên giờ uh, bạn có thể cho phép là lắp đặt là có một hệ thống ACC có thể cho phép là mình lắp đặt thêm là ba cái luôn đồng thời là tổng cộng là tương đương với 15 kW/h và đồng thời mình có thể chạy hai hệ thống song song. Có nghĩa là mình có thể trên máy nhà của mình mình có thể lắp tạo một cái hệ thống storage ờ, tổng cũng suất là 30 kW/h thì hoàn toàn đủ cho một gia đình ở villa dùng thoải mái. OK. Ờ, cái này là một một uh, uh, một điều tuyệt vời với uh, Huawei Luna là thiết bị là cũng sẽ có cũng có tính năng tổng thể trọn bộ có nghĩa là một bộ lưu trữ có thể dùng dùng đồng thời phù hợp với biến tầm một pha và ba pha. Bộ điều này là có công suất là dễ dàng dễ, uh, cũng là có thể dễ dàng xử lý các hệ thống uh, ghép nối nguồn TC điện áp cao là 400 w với lại 800 w Các thành phần của TC uh, thành phần của storage là là lithium uh, lithium là sắt phốt phát mình gọi là LFP. ok Là lắp đặt cũng công uh, suất là công suất Uh, sử dụng là Luna là uh, 5 kW nhưng công suất này có thể đạt tới 10 kW nếu chúng ta ghép thêm một bộ Luna tổng cùng có thể đối đa là 10, 15 kW trên giờ Ok, thế là đặc điểm của Huawei là cái phương án giải pháp của Huawei rất là có đặc điểm rất là rất là rất là rất là nổi bật là đối ưu chi phí đối ưu chi phí điện. Ok. À, đối với những bánh nhà phức tạp có rất nhiều bóng tre đúng không là Huawei đề xuất là khách hàng sử dụng sử dụng uh, bộ optimizer cậu optimizer là các bạn có thể thấy trên sân khấu cậu optimizer nhỏ nhỏ có thể cầm ở trên uh, bàn tay uh, đấy là uh, đấy là có thể là tối ưu hóa cái hiệu suất của từng tấm binh uh, một cách độc lập và tùy thuộc vào cái mức cái mức độ không đồng điều không đồng điều của giữa các tấm binh PV sản lượng điện tiền đang có thể tăng tăng lên tới 30% cái này dưng nhiều tiền đúng không? Chúng ta đều biết là rằng là trong quá trình sử dụng, công uh, suất, công uh, suất bổ uh, lưu trữ sẽ được suy giảm. Thế là một người đều biết sẽ suy giảm. Vì vậy mỗi module, mỗi module khác nhau sẽ có một chút khác biệt khác biệt với nhau về và mức độ tích điện so với uh, so với dung lượng của nó. Uh, hoặc là trong một trường hợp là ví dụ là hay tham cũ đáp đạt mở 5 kwh trên giờ trước, sau đó muốn uh, uh, bổ sung thêm hay là lắp đạt thêm một, một, một module nữa cái này là nếu là không, mình không làm gì trong trường hợp này, cái build cũ cũng sẽ, build mới cũng sẽ hiệu suất cũng bị ảnh hưởng, bởi vì là với cái tranh lệch, tranh lệch tích đi điện, điện so với thế hệ là cái lưu trữ lưu trữ cũ. Với Huawei nhờ tích hợp bộ optimize năng lượng, giờ đây chúng ta có thể là sạc hoặc là xả 100% năng lượng cho từng build độc độc lập. Vì vậy, chúng các hộ gia đình có thể sử dụng hết năng lượng. Uh, của từng module lưu trữ một nhằm uh, tối đa năng lượng sử dụng uh, Một tính năng tuyệt vời khác là tính năng sẵn sàng trong những đôi công suất Thế Lúc nãy uh, tôi cũng có, có giới thiệu uh, Đối với những uh, chủ hộ gia đình mua biến tần để sử dụng đăng ký Nếu ghép thêm giải pháp 10 kW B uh, trên máy nhà theo thiết kế chuỗi dài kết hợp với bộ optimizer của Huawei uh, thì inverter 5 ký này có thể đồng thời tạo ra công suất đầu ra là đủ 5 kW ở dạng ở dạng điện AC Vậy này sẽ thêm 5 kW vào sạc vào bộ lưu trữ Vì vậy bộ inverter nam kg có thể là sinh được Sinh được là tổng cùng là 10 kW Rất có hiệu quả về về, chi phí à, Tại Huawei chúng tôi chúng tôi luôn luôn nghĩ đến cách cần nâng cao sự an toàn An toàn của cả hệ thống PV Ở Việt Nam không không là an toàn là trên hết Là tính mạng là trên hết Tính mạng của người rất là quan trọng Cho nên là Huawei là cứ coi trọng cái sự an toàn của sản phẩm và sẽ và, và lên tầm và lên tầm một tầng cao mới cho người dùng phương khúc là hộ gia đình của chúng tôi. Thế rất là chúng ta biết rằng là một trong những thách thức chính mà chúng tôi đang đối mặt là đấy là sự phóng hồ quang điện. Hồ quang điện là sự phóng hồ quang điện là là trong không kính cả không khí tạo ra hiện tượng phóng điện kéo dài. Thì cái này là lúc là tí nữa thì có solution của kỹ thuật của Huawei sẽ giới thiệu thêm phần này. Thì nói chung là đối với Hồ uh, quang điện rất nguy hiểm có thể dẫn ra đến hỏa hoạn thì tín hiệu của hồ quang điện thì cũng rất là nhỏ bé thôi rất là khoảng ở 0,1% thì tín hiệu dòng điện bình thường thì rất lo nói chung là rất là khó phát hiện và định vị và đối với thách thức này Huawei đã tạo ra tính năng ngăn hồ quang điện uh, chủ động sử dụng các người AI đấy trong trường hợp đó là hồ quang điện là có thể thứ nhất là mình có thể uh, ngắp ngấp trả cái hồ quang điện rất là rất là rất là nhanh trong uh, 2,5 5 giây thứ hai là mình có thể định vị cái hồ quân điện đang xảy ra ở chỗ nào à, thứ ba mình có thể phán đoán mình có thể sau khi nhìn người tín hiệu mình có thể phán đoán đây là hồ quân điện giả hay là thật à, chăm nghe không bằng một thấy vậy vậy chúng ta cùng thử xem nhé cái là anh các bạn có thể thấy hai ảnh cái tấm hình ở bên trái là bên trái bố phẳng cái hồ quân điện trong phòng thí nghiệm à, thì khi mình tắt tắt cái bảo vệ, cái chức năng bảo vệ AFCI thì chúng ta có thể thấy là cái hồ quân điện liên tục xảy ra. sẽ Nếu là trong thực tế thì xảy ra hoặc, chắc chắn sẽ xảy ra hỏa hoạn Thì với tấm hình bên phải, sau khi mình bật là cái chức năng rồng uh, hồ quân điện, thì nếu chúng ta, uh, bật, uh, chức năng AFC này, thì nếu xảy ra hồ quân điện thì cái hồ điện sẽ bị ngắt chặt trong vòng 2,5 giây thôi. Vậy, uh, hôm nay thì Uh, chúng tôi sẽ mang đến một quý vị một uh, một tính năng thì hoàn toàn mới uh, đó là định vị chính xác lúa hồ quang điện trên lúc này cũng cũng, cũng uh, chính cũng có giới thiệu thì uh, cái này là yes, bởi vì Huawei thì chúng có có chip của AI so rất là, là, rất là thông minh rất là thông minh có thể là phát hiện định vị cái vị trí của chỗ nào thì thông thường là nếu là đối với cái hệ thống truyền thống thì nhân viên ONA có thể mất uh, nửa ngày có thể mình có thể phát hiện mình cái hồ quang này xảy ra ở chỗ nào nhưng mà có hệ thống quản lý của uh, hệ thống thông minh AI của Huawei, mình có thể chỉ mất là 30 phút thì mình có thể định vị là cái hộ quan điện đang xảy ra chỗ nào, sau đó là cái người uh, O&M có thể phát hiện và, và khắc phục sự cố. và đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Uh, nói chung là các bạn thấy là đây là một cái một cái hình hình ảnh là tổng thể cái giải pháp trồng gối của Huawei là từ uh, inverter, tầm binh inverter sau đó là optimizer và lưu trữ. Đây là mình mình gọi là 40, uh, 42 hours, 24 hours green power solution, hay uh, 24, 24 tiếng, 24 giờ uh, green power solution giải pháp hệ thống PV uh, dân dụng ngày càng uh, hệ thống PV dân hộ uh, gia đình ngày càng có nhiều thành phần như bộ optimizer này, bộ lưu trữ này, đồng thời uh, đồng hồ đo này, vân vân làm thế nào để dễ dàng cài đặt uh, đã trở thành một cái uh, một trong những thách thức chính mà mà người cài đặt phân phố, nhà phân phối phải đối mặt. Tại Huawei chỗ đó chúng tôi luôn nghĩ về cách là cái cải thiện cái vấn đề này. Vì trong ngày hôm nay cũng có rất nhiều bạn là từ EPC hoặc là nhà phân phối cũng sẽ có đối mặt về vấn đề này. Thứ nhất thì chúng ta đã cố gắng thu nhỏ của bộ optimizer thì bây giờ chỉ còn 50% so với cái thế hệ đầu tiên. Thì các bạn thấy này, tức là thế hệ thứ hai mình có thể cầm chung cầm chung tay luôn giống là cầm một cái cell phone rất là đơn giản rất là rất là rất là thuận tiện đấy là sẽ là trước đây cũ này chưa hòa giảm năm phần năm mươi phần trăm thôi đấy, cái này là một app app mình có thể là lắp đặt trên trên điện thoại điện thoại sau đó là có app này mình có thể phát hiện tất cả cái hệ thống cái thiết bị cả, cả tấm pin đang có cái gì đang kết nối với app của mình nói chung là commissioning rất là nhanh lắp đặt rất là nhanh cấu hình cũng rất là nhanh Uh, cái uh, tự động uh, thiết lập vị trí các tấm pin PV uh, dưới 5 dây với AI đây là một trong những tính năng tốt nhất mà mà tôi uh, mà tâm đắc ở giải pháp của chúng tôi trước đây là việc uh, tạo sơ đồ vật lý của của optimizer đều được là thực hiện bằng thủ công thì mất rất nhiều công và uh, nói chung là rất là phức tạp nhưng mà với uh, với rồi đối với uh, hệ thống 15 kW việc tạo bố cục có thể là mất là mất tới là 6,5 phút và và có thể dễ dàng có lỗi ờ, nhưng mà tại Huawei và chúng ta có làm tất cả bằng AI ờ, sau đó mình chỉ cần uh, chụp hình cái tấm pin của mình sau đó là áp loạn tăng áp tăng lên tải uh, tải lên tải lên uh, app sau đó mình tạo sẽ tạo ra một sơ đồ vật lý chỉ là trong vòng uh, uh, trong vòng uh, 5 giây thôi rất là nhanh việc này có thể tiết kiệm đến 80% thời gian đặt cấu hình cho người kể đặt so với các giải pháp thông thường. Một trong những lợi ích hệ thống quan trọng đối với giải pháp PV thông minh hộ gia đình Huawei FusionSolar là tính năng bổ cho tất cả giải pháp trong bộ. ví dụ là lúc này cũng có giới thiệu ví dụ là cái một bộ optimizer phù hợp hầu hết tất cả tấm pin trên thị trường cả poly lại cả mono và một storage phù hợp với tất cả cái mẫu tấm pin inverter hộ gia đình bao gồm cả một pha và và ba pha. Và bộ ứng dụng tự động phát hiện và định và định cấu hình tất cả các thành phần, các thành phần liên, uh, liên kết với hệ thống. Một thiết bị scan giúp đăng ký toàn bộ các thành phần hệ thống uh, trong hệ uh, hệ thống trong hệ thống quản lý thiết bị PV. Một cửa sổ một cửa sổ dịch vụ cho tất cả các thành phần uh, của hệ thống từ hỗ trợ đến sau bán hàng. Uh, và sau cùng thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đón sự có mặt của uh, sản phẩm mới Khung phúc là hồ gia đình uh, hồ gia đình này thực ra ba bốn sản phẩm này tôi là viết là cuối một bây giờ cũng là có thể là, uh, có thể là bây giờ có thể là uh, bán được trên thị trường rồi và rất là hoan nghênh sau này có, có dịp là hợp tác với các bạn uh, cảm ơn sẽ là đây là chương trình trình bày của, của chính trong ngày hôm nay rất là cảm ơn quý vị và các bạn cảm ơn vâng ạ xin được cảm ơn phần chia sẻ rất chi tiết và đầy đủ vừa rồi của anh patrick wang thưa quý vị điện mặt trời là một nguồn năng lượng xanh sạch và ngày càng trở nên thân thuộc với cuộc sống của chúng ta Cùng với sự đổi mới không ngừng về mặt công nghệ cũng như là nhu cầu về lưu trữ điện năng lượng mặt trời để sử dụng vào ban đêm hoặc là ở những khu vực có mạng lưới điện yếu, thường xuyên mất điện thì ngày càng được nhiều người quan tâm. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ từ ông Đinh Quang Tri. Đinh Quang Tri, chuyên gia kinh tế điện lực, nguyên lãnh đạo EVN sẽ chia sẻ đến quý vị về xu hướng sử dụng bộ lưu trữ điện năng trong hộ gia đình trong tương lai. Hôm ạ sẽ được trân trọng kính mời ông. kính thưa các quý vị đại biểu, trước hết thì tôi xin cảm ơn Huawei đã mời tôi đến đây để có vài lời chia sẻ với các nhà đầu tư, các cái nhà thầu cũng như là các cái đơn vị mà vận hành các cái hệ thống điện mặt trời ở Việt Nam. Trước hết thì tôi cũng đánh giá là cái điện mặt trời hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã tạo thành một cái cơn bùng nổ. À, trên thế giới thì báo cáo chí là các quý vị là Trung Quốc đã lắp đặt là khoảng 250.000 MW đang vận hành rồi. Mỹ cũng khoảng 70 đến 80.000 MW. Và các nước châu Âu thì uh, cũng khoảng 40 50.000 MW một nước Pháp với Đức. Ở Việt Nam thì các ông chí thấy là năm 2019 và 2020 đã tạo một cái bùng nổ về điện mặt trời, solar farm và điện mặt trời áp mái. Nhờ có hai cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ là quyết định 11 và quyết định 13. Thì bà, báo cáo kết quý vị là trong quá trình chuẩn bị các cái quyết định này của Thủ tướng Chính phủ thì bản thân tôi cũng được tham gia một phần và hỗ trợ các cơ quan của chính phủ trong việc soạn thảo cũng như là hoạch định. Thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng là tạo thành một cái cơn uh, uh, gọi là một cái cơn sóng phát triển điện mặt trời. Thế thì đến nay thì chúng ta Solar Farm thì cũng đã uh, có khoảng gần 10.000 MW đang hoạt động. Và Solar rooftop tức là mà điện mặt trời áp mái là đến hôm nay thì Bộ EVN cũng liệt kê được khoảng 9.300 m trong vòng một thời gian rất ngắn mà chúng ta đã từ một nước năm 2018 hầu như là không có solar chỉ có vài cái thử nghiệm với cái công suất rất là thấp tính theo kilowatt. Thì nay chúng ta đã tính theo gigawatt. Và báo cáo các quý vị là uh, năm 2000 đầu năm 2000 thì uh, EVN tính toán là sẽ thiếu điện và sẽ phải chạy dầu cỡ khoảng 6 tỷ kWh. Nhưng thực tế năm 2020 thì bức tranh nó khác hẳn. Thứ nhất là điện mà trời vào thì chúng ta giảm được cái chi phí phát dầu. Thứ hai là cũng là do Covid, cho nên là cái nhu cầu điện nó không tăng như dự kiến trước đây. Cho nên là cái hệ thống hoạt động của chúng ta về kinh tế là tốt hơn và qua đó thì EVN đã đề nghị là giảm giá hai lần cho cho các hộ tiêu thụ điện. Đấy. thì cũng là một phần quan trọng là chúng ta đã kịp thời đưa cái hệ thống điện mặt trời, solar farm và điện trời máy mái vào nó giảm cái áp lực về cái việc cung điện. Nhưng nó cũng đặt ra cho chúng ta một cái bài toán rất lớn hiện nay Đó là điện mặt trời vào quá nhiều Hệ thống hoạt động Không hoạt động được Đấy, Mà một số Nơi là các nhà máy solar farm Có nhà máy đã phải giảm đến 49% công suất Do lưới truyền tải bị quá Quá tải Đấy, Thì thiệt hại Gây thiệt hại cho các nhà đầu tư Và Đối với solar farm à, Đối với lại cái solar rooftop Thì cũng có những hiện tượng như thế thì nếu như tất cả các cái solar rooftop trong cùng một khu vực dưới cái trạm 22 kV mà quá tải, phát đều mà họ, họ không dùng hết điện, nó đương nhiên họ đưa đẩy đến lưới và lưới từ 22 kV để truyền tiếp lên trong 10 kV thì có thể gây quá tải cả trạm trong 10 gây quá tải cả đường dây truyền tải trong 10 kV thì các đồng chí thấy là có những cái solar rooftop của mình không được vận hành hết một trong trong Thế thì cái giải pháp tốt nhất là chúng ta phải lắp pin tích điện. Vì pin mặt trời có cái đặc điểm là bất lợi nhất đó là chỉ khi mặt trời có mặt trời và ban ngày thì mới có điện. Còn đêm thì không có. Mà nhu cầu điện của khách hàng thì là 24 trên 24. Chúng ta không thể nói cắt điện ở đêm được. Cho nên là chúng ta, hôm nay tôi rất mừng và đã thảo luận rất nhiều lần với Huawei là làm sao để đưa ra những giải pháp để có cái pin tích điện giá cạnh tranh, giá hợp lý để khách hàng sẽ đưa vào vận hành. Thì khách hàng sẽ sử dụng được hết cái nguồn năng lượng tái tạo từ solar rooftop hoặc solar farm để tích trữ và ban đêm khi mặt trời không có chúng ta đưa vào dùng. Thứ hai là hỗ trợ cho event trong cái việc quá tải một số khu vực thì các cái nhà đầu tư mình tích điện lại và khi hệ thống hết quá tải thì chúng ta lại pha lên thì cái pin tích điện là một trong những giải pháp cực kỳ quan trọng để thúc đẩy cái việc phát triển điện mặt trời Nói chung đấy thì uh, tôi cũng báo cáo các anh chị các quý vị là về mặt công nghệ thì hôm nay là Huawei là công bố cái sản phẩm về pin tích điện cho hộ gia đình và tôi cũng đề nghị Huawei là tích cực để quý 2 năm nay là ra được cái sản phẩm gọi là utility Scale tức là cho những cái hộ công nghiệp lớn tích chữ hàng megawatt giờ để cho các solar farm hoặc là cho những cái solar rooftop mà có công suất lớn cỡ khoảng gần một megawatt thì nếu ra được cái này thì chúng ta sẽ giải được vấn đề bài toán là quá tải của một số lưới điện cục bộ cũng như là đưa cho khách hàng có thể yên tâm là đầu tư cái solar farm, solar rooftop lúc nào cũng có điện dùng trong trường hợp nếu event hệ thống EVN bị thiếu nguồn thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng cái điện mặt trời này 24 trên 24 bốn lắp thêm điện mặt trời để chúng ta làm thì bảo đảm được cái quá trình sản xuất và chúng tôi cho rằng đây là một bước đột phá trong công nghệ và sắp tới thì tôi cũng được biết là cái pin tích điện còn sẽ rẻ nữa và các ông chí đọc báo thì các ông chí thấy rồi tức là hiện nay họ đã phát minh ra cái pin tích điện sản xuất bằng polymer giá thành chỉ bằng 1 phần 10 thôi thì giá nó sẽ tiếp tục đào xuống giảm tiếp và nó sẽ tạo thành một cơn bùng nổ về điện mặt trời và hỗ trợ thêm cả điện gió tất nhiên điện gió thì thì nó cũng có lợi thế hơn là nó phát gần như cả ngày được có những nơi là gần như cả ngày nhưng mà cũng có lúc là không có nhưng mà giá thành của nó rất là cao Đấy. cho nên tôi thì tôi thiên hướng là là định hướng của Việt Nam là cần phải đẩy mạnh cái điện pin mặt trời, cái 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 điện mặt trời. Chúng ta vừa tận dụng được cái nguồn năng lượng vô tận, đồng thời lại có cái giá thành rẻ. Và chỉ là nếu chúng ta làm với cái uh, hộ gia đình mà hộ gia đình dùng khoảng hai ba trăm số trở lên, chúng ta kết hợp lắp cái pin thiết điện này thì rẻ hơn là mua điện của EVN. Các ông chí về tính xem, với giá thành bây giờ đối với solar là điện mặt trời áp mái thì chúng ta chỉ quanh con số 1.000 đồng số thôi. Và nếu ông mua cái event thì nếu ông mua cái số 2 300 số trở lên là đến hơn 2.000 đồng số. Đấy. Mà nếu cần mua hơn 400 kWh thì đến gần 3.000 đồng số thì thì đương nhiên là làm lắp pin mặt trời sẽ là hiệu quả hơn. Thứ hai là khi giờ cao điểm công nghiệp phải mua đến 2.800 đến 3.000 đồng số thì lắp pin tích điện thì chúng ta hoàn toàn có thể là bù đắp được chi phí hết và nhất là khi pin tích điện giảm xuống thì thậm chí là kinh doanh còn lợi nhuận Đấy. thì tôi cũng xin trình bày ngắn gọn với các cái quý vị một số cái định hướng trong thời gian tới như thế thì tôi đề nghị là sắp tới các quý vị tiếp tục đầu tư vào các cái solar rooftop hoặc solar farm tất nhiên là chúng ta sẽ phải theo các cái hướng dẫn của chính phủ nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta có nhiều sáng tạo có nhiều mô hình thậm chí là Chính phủ cũng đã cho phép là Solar rooftop có thể bán trực tiếp cho khách hàng. Chúng ta tìm những khách hàng và ký hợp đồng trực tiếp. Thì cả hai bên được lợi. Cái người mua, người ta dùng điện đó để sản xuất hoặc kinh doanh, người ta được cái giá rẻ hơn. Và các đồng chí kinh doanh Solar rooftop, các đồng chí cũng có cơ hội để đầu tư và cũng mang lại cái hiệu quả chung cho nền kinh tế và giảm bớt sức ép cho nhà nước phải đầu tư các cái nguồn điện lớn và đặc biệt là cái vùng nông thôn hoặc những cái vùng hải đảo mà hiện nay chúng ta chưa có điện thì triển khai cái điện mặt trời có sử dụng pin tích điện là giải pháp tối ưu nhất cho nền kinh tế tránh cái việc chúng ta phải kéo hàng tỷ hàng hàng trăm tỷ đồng để kéo cáp ở dưới biển kéo ra các đảo rất tốn kém thì làm cái pin mặt trời kết quả cả pin tích điện nếu mà cần nữa thì lắp thêm một cái một số diesel chạy khí dự phòng thì cái mô hình đó là mô hình tối ưu nhất cho nền kinh tế để không phải hô hào nữa bây giờ cứ phải đảo nào cũng phải kéo điện ra với cái chi phí hàng trăm tỷ thậm chí hàng nghìn tỷ Đấy, thì rất lãng phí Đấy, thì tôi xin kết thúc cái bài trình bày của tôi đây xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta đã biết thì xu hướng dùng điện mặt trời đang ngày càng phổ biến tại các hộ gia đình Việt Nam. Vậy thì trong tương lai, khi nhu cầu và chi phí dùng điện tăng lên thì chúng ta sẽ cần có một giải pháp để tối ưu chi phí sử dụng điện mà vẫn đảm bảo được nhu cầu sử dụng điện trong 24 tiếng. Và ngay sau đây họ à sẽ được mời anh Trần Anh Sơn, phụ trách sản phẩm và giải pháp Huawei Fusion Solar Việt Nam sẽ chia sẻ về giải pháp của Huawei trong điện áp mái hộ gia đình kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng thông minh. Xin được trân trọng kính mời anh. Chào quý vị À, sau đây tôi xin tiếp tục trình bày của mình. OK thì buổi giới thiệu hôm nay thì tôi sẽ trình bày ba uh, vấn đề chính. Thứ nhất là giới thiệu về Huawei. Thứ hai là giới thiệu về uh, các cái giải pháp uh, ngôi nhà xanh 24 giờ. Như lúc nãy anh Patrick đã nói và thứ ba là làm sao để uh, liên hệ với Huawei. Thì nhắc lại một chút xíu thì uh, trong năm vừa 2020 vừa rồi thì uh, Huawei đạt uh, doanh thu khoảng 121 tỷ USD và tăng trưởng hàng năm khoảng 19%. Và đối với các uh, giải pháp uh, điện năng lượng mặt trời thì hiện nay là Huawei đang dẫn đầu tất cả các thị trường uh, trên toàn thế giới ngoài trừ uh, Bắc Mỹ. Và ở riêng Việt Nam thì thị phần của Huawei, market share của Huawei đang chiếm khoảng 40%. Và đây là một uh, giải pháp tổng thể của Huawei cung cấp tại thị trường Việt Nam dành cho hộ gia đình từ một pha, từ 2, đến 5 kg, 3 pha, từ 5 tới 10 kg và các giải pháp về áp mái công nghiệp, ngoài ra có solar farm. À, thì trước khi giới thiệu vào cái giải pháp à, 24 giờ thì xin mời quý vị xem cái video ngắn Video uh, lúc nãy thì đây là một cái giải pháp uh, tổng thể của Huawei cung cấp dài thị trường Việt Nam trong năm nay Thì trên màn hình là cái giải pháp uh, tổng thể của Huawei dành cho hộ gia đình Đối với giải pháp này thì uh, đối với biến tân chúng tôi cung cấp hai dòng inverter chính uh, một pha Có mô đun từ 2 tới 5 kg và dòng uh, 3 pha từ 5, 8, 10 uh, kW uh, Với cái thế hệ M1 và ngoài ra còn có bộ uh, lưu trữ ESS là sản phẩm chủ lực của năm nay. ngoài ra còn có bộ backup box, uh, cũng như là optimizer và các cái thiết bị uh, uh, giao tiếp mở rộng uh, uh, smart dongle uh, wifi cũng như là 4G dành cho những cái khu vực mà chưa có internet. Uh, ngoài ra còn cung cấp cái đồng hồ công suất. cái đồng hồ công suất này thì cho cái giải pháp là ngăn công suất phạt ngược uh, ra lưới điện và hệ thống giám sát thì trên nền tảng là Fusion Solar à, cái hệ thống giám sát này thì tương lai thì cái server cũng sẽ được đặt tại Việt Nam đối với giải pháp này á, thì nó khác với các cái có một số đặc điểm mới tức là giải pháp này thì đối với inverter à, dành cho hộ gia đình này á, thì hoạt động ở ba chế độ à, thứ nhất là nối lưới hay còn gọi là on riff thứ hai là hybrid Hybrid tức là tương tác với lưới uh, kèm theo bộ lưu trữ ESS và giải pháp giải pháp thứ ba là uh, hoạt động ở chế độ độc lập thông qua cái bộ Backup Box này dành cho một số cái tải ưu tiên của mình Và đối với cái uh, các inverter này thì hiện tại đối với dòng hồ cho hộ gia đình thì Huawei cung cấp dòng uh, thời gian bảo hành lên tới 10 năm cho dòng cho hồ gia đình một pha và ba pha, 10 ký trở xuống. Và cái thứ hai á là Huawei thì cung cấp cái dòng inverter này với hai MPPT, cho nên mọi người có thể lắp hai hướng khác nhau được. Và đã tích hợp cái SPD ở trong phần AC và phần DC, cho đó mọi người sẽ không cần phải lắp thêm cái cầu chì chống sét DC nữa. Thì cái này là một trong những cái nguyên nhân mà gây những cái vụ hỏa hoạn như vừa rồi. Mình có thể thấy và đối với thiết kế của Huawei hiện tại thì không cần sử dụng những cái thiết bị này nữa mình chỉ cần làm một cái em em MCB cho đóng mắt đóng ngắt cái AC là được ok thì đây là giải pháp tổng thể đối với các tấm pin năng lượng mặt trời thì mình có thể lắp thêm optimizer đối với lắp thêm optimizer thì đối với inverter ví dụ inverter 5 kg mình có thể lắp tới 10 kg loạt kilowatt bit tấm pin cho Uh, 200% và lắp thêm bộ ắc quy lưu trữ, uh, bộ lưu trữ, bộ lưu trữ này thì kết nối trực tiếp tới biến tần và biến tần đã tích hợp sẵn cái cổng này và uh, mình có thể cắn trực tiếp, mình không qua thêm cái bộ sạc sản nào nữa. Và thứ ba là cái bộ backup này cho những cái tải uh, ưu tiên của mình trong trường hợp mà mất lưới điện và cái đồng hồ công suất thì mình cũng có thể lắp ở đây là để tối ưu được cái tối đa cái chi phí uh, cái cái năng lượng mà sử dụng cho hộ gia đình của mình. Vâng, thì phần này thì lúc nãy anh Patrick cũng đã chia sẻ thì xin phép đi qua. Vâng và cái bộ lưu trữ này thì gồm có hai thành phần chính. Phần thứ nhất là bộ nguồn điện. Cái này bộ nguồn điện này thì để điều khiển việc sạc xả cho ba cái khối lưu trữ. Ba khối lưu trữ này thì nó có thể làm việc độc lập việc sạc xả xạ và nó sẽ làm việc một cách độc lập nhờ có cái tích hợp cái bộ tối ưu hóa năng lượng ở trong mỗi cái khối uh, lưu trữ này và mỗi khối lưu trữ này thì có uh, công suất là 5 kWh và một bộ nguồn lưu trữ một bộ nguồn điện này có thể điều khiển tới ba cái bộ uh, khối lưu trữ này cho công suất lên tới uh, 15 kWh và đối với biến tần uh, một biến tần một pha cũng như ba pha này thì có thể lắp tới song song hai uh, hai bộ nguồn, hai bộ lưu trữ như thế này thì có thể lên tới là 30 kWh, kWh tùy vào cái tải sử dụng của gia đình mình. Thì cái đặc điểm của Huawei cung cấp ở đây á là so sánh với các cái dòng khác ở trên thị trường thì Huawei sạc sạc cái chế độ sạc sạc của Huawei là làm việc hoàn toàn độc lập. Và các đối với các cái giải pháp khác thì hiện nay là đang là sạc sạc đồng thời, do đó Uh, Huawei uh, cung cấp cái giải pháp này thì cái tuổi thọ của cái bộ lưu trữ này sẽ được uh, cao hơn với 4.500 lần sạc xạ. Cái pin này là lithium sắt phốt phát thì uh, do cho mình là an toàn hơn. Thế thì uh, uh, tùy vào cái uh, nhu cầu sử dụng của mình, tại sử dụng của mình, mình có thể chọn 5kg, 10kg hay là lên tới maximum là 30kg cho một biến tân. Thì uh, tùy vào cái uh, uh, nhu cầu sử dụng của mình, mình có thể lựa chọn. À, vâng và có thể trình bày một cái ví dụ uh, cho cái giải pháp này uh, ví dụ như, như ở ban sáng lúc mà mình chưa có điện uh, mình chưa có điện năng lượng mặt trời mình có thể dự sự tại uh, thiết bị điện của mình có thể lấy năng lượng từ lưới điện vào và khi mà mặt uh, khi buổi sáng thì năng lượng bắt đầu sạc và uh, năng lượng mặt trời bắt đầu có và sẽ ưu tiên cho tải sử dụng uh, gia đình mình sử dụng trước uh, phần còn lại sẽ được đẩy lên uh, sạc vào ắc quy lưu trữ và trong trường hợp mà khi mà ắc quy lưu trữ đã đầy thì sẽ cung cấp uh, ưu tiên cung cấp cho tải và một phần năng lượng dư thừa thì mình sẽ đẩy ra lưới điện và phần này thì mình có thể bán lại trong trường hợp mà có giá điện mới cũng như là uh, EVN có mua lại giá điện uh, có mua lại cái điện dư thừa này và bán đếm thì khi mà không có điện năng lượng mặt trời thì mình có thể uh, sử dụng cái uh, năng lượng từ ắc quy lưu trữ mình đang sử dụng cho cái tải cho cái hồ cái thiết bị điện của mình và cái ở đây thì mình có thể cài đặt được cả cái thời gian mà mình sử dụng lúc nào thì mình sử dụng ưu tiên sử dụng năng lượng từ battery lúc nào thì mình sử dụng năng lượng từ lưới điện thì ở đây mình có thể cài đặt được. và ở đây thì cùng một số các cái giải pháp mà vào vào ban đêm á thì mình có thể là sử dụng năng lượng từ ắc quy lưu trữ ngoài ra trong những cái giờ Thấp điểm thì mình cũng có thể sạc uh, Lấy điện từ EVN và sạc vào uh, A quy lưu trữ Trong trường hợp mà giờ, giờ thấp điểm Thì cái giá giá uh, EVN bán sẽ thấp hơn Thì mình có thể sử dụng cái giải pháp này Đối với những cái uh, uh, hồ kinh doanh Cũng như các cái khách sạn hoặc là nhà hàng Thì điện kinh doanh nó sẽ cao hơn Giờ cao điểm và giờ thấp điểm Thì ở đây thì mình ưu tiên sử dụng Cái năng lượng lưu trữ À, vào cái giờ cao điểm và giờ thấp điểm thì mình có thể là uh, sạc từ uh, lưới điện vào. Vâng và đây là giải pháp cho những cái uh, khu vực mà chưa có lưới điện các cái hải đảo chẳng hạn thì ở đây mình có thể lấy năng lượng từ ắc quy lưu trữ vào và mình xài thông qua cái uh, cái cái bộ backup box. Thì uh, theo như chúng tôi khảo sát thì những cái hải đảo cũng như là cả cái resort uh, có cả cái bungalow thì mình cũng có thể sử dụng giải cái giải pháp này để cho uh, sử dụng uh, uh, cung cấp điện cho các cái thiết bị sử dụng. Vâng và những cái giải pháp uh, backup box này thì có thể ban đêm khi mà mình uh, trường hợp mất điện mình có thể ưu tiên cho những cái tải uh, giống như đèn, hệ thống uh, uh, giám sát cũng như các cái thiết bị uh, cần thiết khác. Vâng và cái này thì là một cái thách thức của điện năng lượng mặt trời uh, hiện tại phần uh, những cái lỗi uh, từ hệ thống năng lượng mặt trời dần đến cháy. Uh, hệ thống thì ở đây thì uh, sau khi nghiên cứu thì chúng tôi đã phát uh, ứng dụng AI. Đặc điểm của uh, Huawei sử dụng AI công nghệ AI trí tuệ nhân tạo vào thì có những cái tín hiệu này sẽ được phát hiện uh, nhanh, chính xác, xử lý tín hiệu sẽ chính xác và thứ hai nữa sử dụng AI cho nên là có thể nâng cấp được dễ dàng. Uh, hàng hăng quý hoang tháng thì khi mà những cái lỗi này nó xuất hiện thì chúng tôi sẽ được uh, ở trên uh, toàn bộ uh, tất cả các nơi trên thế giới sử dụng thì cái này sẽ được uh, cập nhật và được nâng cấp uh, tới từng inverter. Vâng và đối với cái uh, chức năng là phát hiện cái dòng hồ quang này á thì ở bên tay uh, ở bên màn hình trái á, thì mọi người cũng có thể thấy là khi mà uh, điện năng lượng mặt trời mà phát hiện cái tiêu phát phát cái tia lửa điện này thì vì năng lượng mặt trời thì mình không có thể tắt được mình không 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 có thể tắt được năng lượng mặt trời do đó thì nó sẽ tồn tại như vậy và bên trái thì khi mà sử dụng cái chức năng này thì nó sẽ phát hiện ra nó chuẩn đoán nó chính xác và nó sẽ xuất tín hiệu ngược trở lại để off inverter và như thế thì cái rủi ro về hỏa hoạn nó sẽ được ngăn chặn ngay từ đầu vâng và với cái giải pháp mà sử dụng optimizer thì nó sẽ phát hiện tới từng tấm pin và ngoài ra thì khi mà tắt hệ thống năng lượng mặt trời thì toàn bộ điện áp sẽ trở về không v do đó an toàn cho người nhân viên vận hành bảo hành bảo trì kiểm tra vâng, và mọi người cũng có thể thấy là hiện tại Huawei lắp đặt inverter thì không cần phải mở nắp nữa ở đây toàn bộ là sử dụng plug and play hết và do đó mình sẽ uh, tiết kiệm được những cái uh, Uh, chi phí cũng như là cái thời gian lắp đặt. Vâng và một cái đặc điểm nữa là uh, đối với Huawei thì từ năm 2016 Huawei là uh, đơn vị đầu tiên mà chuyển từ uh, dòng uh, sang dòng String inverter với một MPPT. một MPPT chỉ có hai input đầu vào. Do đó mình không cần sử dụng cầu chì thì không cần sử dụng cầu chì thì sẽ okay. À, không cần sử dụng cầu chì thì sẽ không cần phải sử dụng cái bộ DC combiner box thì do đó cái thiết kế của gia đình của mình hiện tại ở nhà cũng không cần phải sử dụng cái này đấy là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra cháy nhiều nhất ở thị trường Việt Nam mình hiện tại và ngoài ra thì mọi người cũng có thể thấy là hiện tại thì Huawei không có sử dụng cầu chì không có sử dụng nút nhấn không sử dụng màn hình LCD vì những cái cái Uh, linh kiện này là dễ hư hỏng do đó thì Huawei loại bỏ và Huawei phát triển uh, dựa vào các cái ứng dụng ở trên uh, trên uh, thì, uh, trên điện thoại di động cái này là một cái thế mạnh của Huawei hiện tại và do đó thì mình có thể ở bất kỳ bất kỳ nơi đâu mình có thể là xem được hệ thống của mình và một hệ thống này thì có thể chia sẻ đó, uh, cho được rất nhiều người xem và không giới hạn do đó cái tỷ lệ lỗi của Huawei hiện tại là 0. bé hơn 0.5 cái này thì cũng được TUV, họ cũng đã có cái chứng nhân này do đó ở hiện tại ở thị trường Việt Nam Huawei không sửa chữa biến tân chỉ có thay thế cái mới trong trường hợp mà bảo hành bảo trì do lỗi từ nhà sản xuất Huawei sẽ cung cấp cái mới à, sẽ không có sửa chữa không có bảo hành à, không có sửa chữa vâng và đối với thiết kế của Huawei dành cho hộ gia đình thì không có sử dụng quạt cũng như là cả cái dòng inverter tới 60 kg ký thì đều không có sử dụng quạt làm mát do đó thì nó hoạt động nó êm ái hơn mọi người cũng có thể xem được cái hai cái hình ảnh mà khi tôi đi khảo sát về thị trường á thì họ cũng có là lắp ở ngay phòng khách cũng như là gần ngay cái phòng ngủ luôn thì vì là không có quạt cho nên là cái độ ồn nó sẽ hạn chế và chỉ là 29 db vâng và thì đối với Huawei thì cung cấp cái giải pháp tròn bộ Uh, một giải pháp uh, hoạt động với chế độ on drift nối lưới off grid uh, thông qua bộ back-up-box và hybrid uh, với uh, cái bộ bộ lưu trữ thì đây là một giải pháp tròn bộ mà Huawei cung cấp tại thị trường Việt Nam người có thể xem một cái uh, video ngắn đây một phần nữa thì làm sao để mà liên uh, liên hệ với Huawei thì hiện tại Huawei thì có hai văn phòng chính ở Đà Nẵng uh, ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và có ba cái kho ở Đà Nẵng ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội để chứa những cái inverter mà uh, cái kho chứa những inverter thay thế trong trường hợp mà có sự cố xuất phát từ uh, lỗi từ nhà sản xuất thì Huawei cam đang cam kết là trong vòng 2 ngày thì inverter sẽ được vận chuyển tới công trình cho khách hàng. Vâng và thì đội ngũ của Hoa hiện tại thì đối với các cái nhân viên kỹ thuật hỗ trợ khách hàng thì có khoảng 10 người thực hiện các cái dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Vâng thì nếu mọi người có thể là sợ cái QR code này để uh, tham gia cái Fusion Solar trên Facebook, cái này thì cũng cập nhật tất cả các cái Uh, tin tức của Huawei Việt Nam trên Fanpage này cũng như là liên hệ với bộ phận uh, kinh doanh, bộ phận kỹ thuật thì mọi người cũng có thể là chụp cái màn hình này lại để lưu lại cái thông tin. Ok thì đây là một uh, cái trang web uh, để download tất cả các cái tài liệu mà anh chị muốn trong trường hợp uh, uh, muốn tải tài liệu từ trên website chính thức của Huawei Việt Nam uh, thì mình lựa vào lựa chọn cái vùng là ở Việt Nam thì mình có thể lựa chọn được tất cả các cái sản phẩm, đã được tất cả các tài liệu. Vâng và một lần và, và cái này thì có thể là kiểm tra cái 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 số City number có phải là Huawei Việt Nam cung cấp hay không. Các thiết bị không do Huawei cung cấp Việt Nam thì Huawei Việt Nam sẽ không thực hiện bảo hành, bảo trì cũng như là hỗ trợ kỹ thuật. và đây thì là uh, trang cộng đồng Huawei uh, trên toàn thế giới mọi người cũng có thể là lên đây để tìm kiếm những thông tin những cái câu hỏi mà thường gặp ở trong hệ thống và mọi người uh, tham khảo một số cái dự án tiêu biểu ở Việt Nam một số giải pháp về áp mái dành cho hộ gia đình một số giải pháp về uh, uh, cho quy mô công nghiệp một số dự án về farm vâng và tôi xin trình kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây xin cảm ơn mọi người dạ vâng ạ Và xin được cảm ơn anh trần anh sơn với phần chia sẻ của mình với rất là nhiều những thông tin chi tiết xin cảm ơn anh thì ngay bây giờ À, như đã thông tin đến quý vị thì chúng ta sẽ đến ngay với phần tọa đàm trao đổi và các khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi xoay quanh các chủ đề về tài chính, chính sách cũng như là những chia sẻ về kinh nghiệm khi thi công hệ thống điện mặt trời áp mái hộ gia đình. Và cùng xuất hiện trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, Hồng Hạ sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Nho Thông là quản lý khối khách hàng doanh nghiệp tại Huawei Fusion Solar Việt Nam sẽ chủ trì buổi tọa đàm. Và cùng với sự hiện diện của các vị khách mời, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Đinh Hữu Thuấn, chuyên gia ban kỹ thuật Tổng công ty Điện lực miền Nam. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Thanh Hải, đại diện Ngân hàng HD. Xin được mời ông Lý Mạnh Hà, giám đốc GBECC và ông Lê Ngọc Huy, giám đốc Tata Solar. Không hạn sẽ được mời các vị đại biểu ạ. À cảm ơn các quý vị hôm nay đã dành thời gian đến để cùng tham dự cái buổi ra mắt cái dòng sản phẩm mới của huawei và nhân cái sự kiện này thì chúng tôi cũng mong muốn là có một cái buổi tọa đàm nho nhỏ cùng để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà huawei cũng như là các khách mời của À, chúng ta đã trải qua trong à, hai cái năm vừa qua hai cái năm có thể nói là cũng rất là bận rộn đối với hầu hết à, à, các à, quý vị ở đây à, từ à, các nhà đầu tư cho đến à, ngân hàng à, cho đến à, à, đội à, à, ban quản lý kỹ thuật của à, tổng công ty điện lực việt nam như các anh chị có thể thấy là uh, trong cái báo cáo gần đây nhất thì uh, riêng tổng công ty điện Bình Nam phải cỡ khoảng đâu đó hơn 5 gigawatt điện mà xử áp máy uh, kết nối trong riêng năm 2020 đấy thực sự là một cái thách thức uh, rất là lớn đối với cái đội ngũ kỹ thuật uh, và vận hành. Thì um, trước hết thì em uh, xin uh, tự giới thiệu em là uh, Lê Nho Thông. Uh, là đang hiện nay đang là uh, quản lý cái khối khách hàng doanh nghiệp lớn uh, phụ trách các cái dự án liên quan. À, đến à, hệ thống farm lớn à, và à, à, các em là anh à, Đinh Hữu Thuấn được, anh Thuấn có thể tự giới thiệu với mình được không ạ dạ. à, xin chào quý vị xin chào anh Phát Chi với Chi là cũng là lãnh đạo cũng uh, cấp ca cho mình điện thì mình chỉ nghe nghe tên bây giờ mới được gặp mặt anh <laughs> chào Phát Chi à, mình thì kinh nghiệm uh, làm mình điện trên 20 năm thì trước kia là công tác uh, điều hành đi đội lưới điện thì uh, sau này làm bằng kỹ thuật của tổng ty miền Nam thì cũng làm một số cái bản về liên quan tới điện thông minh, ngành nông lượng chế tạo à, thì cũng uh, trực tiếp là cũng đã tham gia làm một số cái nông mặt trời để tìm hiểu để cũng uh, giúp những người thân Mình cũng có một số kinh nghiệm về làm cho hội dân. Để xin chào mọi người. Đã xin mời anh Hà. Vâng, uh, xin chào quý vị đại biểu, uh, kính thưa anh chị, uh, tôi xin tự giới thiệu tôi là Lý Mạnh Hà thì. Um, Tôi đang là cố vấn cao cấp của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện sạch, một công ty cũng đã có những thời gian công hiến quyết liệt trong hai năm vừa rồi trong lĩnh vực phát triển điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam, đặc biệt chúng tôi chuyên sâu trong lĩnh vực điện mặt trời áp máy. Cảm ơn anh. Em xin mời anh Huy ạ. Alo. À, xin chào mọi người mình tên là lê ngọc huy ha mình là giám đốc của công ty tên trường sơn Mình là một đại lý cũng như là một tổng thầu epc chuyên về mạng hộ gia đình à, mình cũng có thể là nói là một đại lý phụ trách chính trong cái mạng định, uh, hộ gia đình của huawei và uh, nhiệm vụ chính của mình trong năm sau là sẽ giúp huawei phân phối thành công cái ác quy lưu trữ is luna sản phẩm rất mới của huawei Đạ, vâng, cảm ơn anh ạ Đạ, vâng à, à, em xin mời anh uh, lê thanh hải ạ Đạ xin kính chào các quý vị đại biểu và các vị khách quý. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Lê Thanh Hải, hiện là phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng HDBank. thì cũng giới thiệu sơ qua về cái ngân hàng của chúng tôi với cái hệ thống điện mặt trời. thì chúng tôi cũng tự hào là những ngân hàng một trong những ngân hàng đi đầu trong cái việc tài trợ điện mặt trời. thứ nhất là tài trợ từ lúc sớm nhất và đặc biệt là tài trợ rộng rãi nhất trong cái hệ thống điện mặt trời, đặc biệt là cho các hệ thống điện mặt trời áp mái quy mô công nghiệp và quy mô gia đình. Thì tính đến nay thì chúng tôi đã tài trợ được khoảng hơn 600 MWp riêng cho áp mái. Thế còn cái điện farm thì 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 chưa tính. Thì cũng hy vọng là hôm nay đến hội nghị ấy, thì cũng được nghe hô trình bày một cái giải pháp mới về lưu trữ thì cũng hy vọng là sắp tới chúng tôi sẽ được tiếp tục cung cấp cái giải pháp này từ Huawei cho các người dân Việt Nam, các hộ gia đình. Đã xin cảm ơn. em xin cảm ơn. À, trong cái phần tham luận này thì à, bên Huawei cũng có chuẩn bị một vài cái câu hỏi nhỏ nhỏ để à, giúp mọi người có thể có cái có nghĩa là đứng ở góc nhìn của những người tham dự các anh có thể chia sẻ và đánh giá về cái tiềm năng của điện mặt trời dành cho hộ gia đình hôm nay chúng ta tập trung vào cái phần là giải sản phẩm dành cho hộ, hộ gia đình. thế nên là à, ở góc độ của à, phía à, ví dụ em à, xin à, hỏi anh à, anh Hải trước à, ở góc độ của ở, ở phía ngân hàng thì à, các anh đánh giá thế nào về cái tiềm năng mà phát triển điện mặt trời áp mái dành cho hộ gia đình à, trong tương lai? À, có lẽ ở Việt Nam chúng ta chỉ nên tính một năm thôi nhé nếu <laughs> sang năm có thi là nó sẽ lại rất khác nên là anh cứ đánh giá năm nay trước đi ạ. Dạ vâng thế thì về câu hỏi này ấy, thì tôi cũng xin quay lại là cách đây khoảng một năm hoặc là hoặc là ngay gần đây thôi thì cái giá điện fit một fit hai thì nó tương đối cao nên là đầu tư cái quy mô lớn thì nó có rất hiệu quả nhưng hiện nay á, nếu mà cái giá fit 3 dự thảo mà nó hạ xuống thấp như vậy á, thì giữa cái giá bán fit 3 và cái giá người dân mua điện của EVN nó có độ tranh lệch khá lớn thì năm 2021 chúng tôi kỳ vọng rằng cái điện mặt trời áp mái dành cho hộ gia đình thì nó lại bùng nổ chứ nó không phải các cái dự án quy mô công nghiệp nữa nên là năm nay có thể chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào cái dự án điện mặt trời cho gia đình quy mô nhỏ tức là tiêu dùng tại chỗ tất nhiên là nó phải kết hợp với cái cái giải pháp là có lưu trữ tại vì là thông thường các hộ gia đình khi mà cái hệ thống mà phát mạnh nhất thì đi làm và cả nhà đóng cửa không xài điện nhưng lúc về tối về thì lúc xài điện thì lại hết mặt trời mất rồi mà nếu như mà không có hệ thống lưu trữ ấy, thì thì rõ ràng là không tận dụng được cái ưu thế của cái việc là giá thành điện mặt trời giá rẻ mà cuối cùng buổi tối vẫn phải mua của EVN trong khi ban ngày phát bán EVN thì giá thấp mà tối về mua lại giá cao nên là hy vọng rằng cái giải pháp của Huawei lần này á thì nó sẽ hỗ trợ được cho cái việc là tập trung phát triển vào các hộ gia đình mà chúng tôi cũng kỳ vọng năm nay là bùng nổ về điện mặt trời áp mái dành cho hộ gia đình dạ yeah, vâng à, em rất cảm ơn anh anh à, có những cái nhận định rất là xác đáng và à, thực sự là khi mà huawei um, thúc đẩy để đưa cái xài sản phẩm mà uh, uh, battery lưu trữ Uh, cho cái uh, dòng dưới 5 kW hoặc là từ uh, 20 kW trở xuống cũng là một trong những cái mục tiêu để giải quyết cái vấn, uh, vấn đề khó khăn về mặt kỹ thuật đối với lưới điện đặc biệt là cái lưới điện phân phối à. ở trong tương lai khi mà chúng ta uh, kết nối quá nhiều các hệ thống điện mặt trời vào Thế thì um, uh, em nghĩ là uh, câu hỏi tiếp theo chúng ta nên dành cho um, chuyên gia về kỹ thuật tại vì là À, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến à, kỹ thuật mà à, hầu hết mọi người À, nếu mà chỉ là người dân bình thường thì à, em e là cũng khó để có mà thể hiểu à, rõ bản chất của cái hệ thống điện mặt trời và những cái ảnh hưởng của nó gây ra à, khi mà lắp đặt lên lưới nên là em thì có tham gia những cái forum và em thấy có rất là nhiều câu hỏi nhưng mà à, hầu hết thì những cái câu trả lời nó không mang à, tính nó chính thống hoặc là nó cũng không xác đáng lắm thế nên là nhân hôm nay có anh thuấn là một à, chuyên gia à, cao cấp trong ngành cũng là có rất là nhiều năm kinh nghiệm về vận hành hệ thống lưới điện đặc biệt là lý vực phân phối và anh cũng có kinh nghiệm tham gia vào những cái chương trình về smart grid của Event. À, em nhớ đâu đấy thì Event có cái chương trình smart grid cỡ phải từ năm 2010 đến nay thì cũng có rất là nhiều các cái mục tiêu à, liên quan đến cái smart grid và em cũng kỳ vọng là khi mà cái điện mặt trời này nó vào thì cái chương trình smart grid nó sẽ được đẩy nhanh lên và để à, nó làm sao hài hòa và nó hỗ trợ được cái à, cái cái tốc độ phát triển à, rất là nhanh Thế thì à, anh thuần có thể chia sẻ được không ạ? Cảm ơn thông, à, xin uh, chia sẻ với quý vị là mình cũng nên nãy giờ cũng nghe cái từ pin pin lúc thì pin mặt trời áp mái lúc thì pin lưu trữ nên nó cái hai cái từ nó đang nhầm lẫn với nhau thì mình nói pin ở đây á, thì hiện nay tất cả cái văn bản là cái cái từ ngữ rồi mua bán với nhau là dùng từ pin nhưng mà mình nghĩ pin là mình hiểu về vật lý và toán học thôi là nó có cực âm và cực dương còn uh, nó không có chức năng là như pin mà lưu trữ như battery á, thì nó có lưu trữ và nó có xả có sạc thì đúng là pin phải dùng những về hóa học á thì dùng những cái nguyên tố học khác để mà tạo ra cái việc mà lưu trữ sạch sẽ còn những cái tấm quan năng của mình đó, trong quan điện á thì nó không có khả năng mà lưu trữ và cấu tạo học của nó là xi đít phốt pho nên mình hiểu nó từ pin pin nhưng mà hiểu cơ bản nó là về toán học về vật lý thôi có cực âm cực dương đó, nên để tránh nhầm lẫn chứ nãy mình thấy lúc là pin một trời áp máy lúc rồi pin lưu trữ nó rối thì từ cái suy nghĩ đó thì mình phải rõ ràng ra là cái bức độ hại hay là ảnh hưởng tới môi trường nó khác nhiều người nghĩ là cái pin pin là nó giống như cái pin lưu trữ kia là cái quy cho nó cái tội là ảnh hưởng tới môi trường nó cũng 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 cũng, cũng uh, chuyên xác lắm thì uh, từ đó thì uh, mình hiểu thêm về cái việc mà khi mà sử dụng thì cái việc mà cháy nổ hay là uh, trên mạng cũng đưa số cái á, thì theo mình cái việc mà lắp đấu nối rất là quan trọng thì mình trực tiếp bị lắp nên cũng uh, trải nghiệm nhiều cái thì việc càng nhiều thiết bị trong hệ cấu tạo một hệ thống năng lượng á, thì nó sẽ càng nguy hiểm càng ít thì càng tốt nó giảm được cái mối nguy hiểm đó thì mình thấy cái việc mà đấu nối cái cáp nối từng dắt với nhau từ cái mc 4 rồi kéo về cái vector rồi qua nếu một số hãng khác thì có thêm cái tủ tủ đi sửa bóc những cái cb acdc vô thì cũng đâu đó một số lỗi cũng từ cái, các đấu nối và một cái từ cái cb đó thì đối với huawei thì mình thấy nó cũng hay hơn là không có những cái CBDC nên giảm được cái nguy cơ đấu nối chứ kể nếu mà anh nào đấu làm đầu cáp rõ ràng á, thì siết bàn tay thì tiếp xúc nó khác áp nó khác mà tiếp không bàn tay thì nó tuột ra thì nó cũng nguy hiểm nên cái việc mà trong việc đấu nối mà giảm bớt thiết bị thì càng tốt nên cái giảm pháp quay tôi thấy nó hiệu quả thì cái thiết bị mà thiết bị cũng gọn thì tôi cũng lắp trên năm năm hãng rồi nên cũng trải nghiệm từng 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 cái inverter còn cái việc lưu trữ thì rõ ràng như hồi nãy anh Chi bác Chi có nói với lại anh bên anh, anh, anh Hải dạ. thì rõ ràng như là cái tải chúng ta xài với hộ gia đình đó là sáng sớm 4 giờ chúng ta dậy chúng ta nấu ăn chúng ta tắm rửa hay là chúng ta thể dục gì đó giặt đồ thì lúc đó là, điện, chúng ta tiêu thụ điện là điện tải nhà nó lên mà lúc mặt trời nó không có thì chúng ta phải dùng lại điện của ngành điện nhưng mà khi chúng ta đi làm rồi lúc giờ mấy mặt trời nó mới, mới phát lên lúc chúng ta không sử dụng lượng điện đó mà nếu chúng ta sử dụng cái điện, ngành điện thì ban ngày ban đêm như đó thì lý tuyến nó lên Như bác chị có nói là trên 101kg là giá 1 ngàn mấy rồi 2 ngàn chứ Rồi trên 301kg là giá cũng 2 ngàn rưỡi Rồi từ 401kg là giá 2 ngàn 9 Nhưng mà Chúng ta bán là trên ngành điện có 1 ngàn 9 Thế thì chúng ta Không có lợi trong cái việc mà lắp vô mà không sử dụng Thì, thì nhà tôi thì có người ở nhà thì tôi chuyển tất cả mấy giặt, nấu ăn ủi đồ và bây giờ từ 8 giờ cho tới cho tới 4 giờ chiều đúng không? Điện mặt trời mình tạo ra thì hàng tháng tôi cắt cái tiền điện tuyến tôi, xưa bình thường nhà tôi xài là 600 giờ một tháng. Thì nổi từ trên 400 là 200 kg ấy, là tính hết 3.000 là hết 600.000 của tôi một tháng rồi. Là hết bị tiền phạt từ điện tuyến á, tiền là trên 400.000 á. Sau đó tôi điều chỉnh cái tải là tôi xài tất cả cái tải cho cái việc mà giờ điện mặt trời tôi phát ra thì điện tôi giờ dưới 500.000 tháng. Còn dưới khoảng 300 kg là rõ ràng nó giảm hẳn, vì cắt được liệu tuyến và chúng ta bán thì không nhiều nhưng mà các cắt được liệu tuyến đó, thì cái việc này là người dân mình cũng chưa chưa thấy thấy được nhiều. Tôi, tôi rất tiếc thời gian vừa rồi cái giá phít một phít hai người dân chưa quan tâm lắm, Nên người không phát triển được mạnh cho cái áp máy, chỉ có mấy người đầu tư thì họ biết cái lợi họ vay ngân hàng họ làm hay là họ tự bỏ vốn họ làm. Thì nếu mà chúng ta có thông tin cho uh, tốt hơn cho người dân để người ta nhận thức được là cái việc mà lắp điện mặt trời áp máy rất có lợi và lắp những thiết bị tốt thì sẽ có lợi ít nhất là 10 năm ít nhất 10 năm rồi cái việc mà à, chúng ta sử dụng như vừa rồi thì nhà mình không có lắp battery thì thì mình sẽ xài cách đó nhưng mà nếu mình có lắp thêm battery lưu trữ như nãy số từ là ESS đó, là với tắt cái energy Storage system hoặc là một số đơn vị nó ghi là BSS B, BSS đó, thì nó ghi là battery energy storage system số nãy anh, 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 anh cái kỹ thuật anh nó, nó lẹ quá số người hay chưa nắm cái từ tách tắc đó thì cái nó lưu nó lưu trữ nếu mà tôi lưu trữ và chúng ta nó biết lưu trữ và sử dụng phù hợp thì uh, chúng ta sẽ bán được cái lượng điện sẽ nhiều hơn thì một số cái nước phát triển thì uh, họ dùng xe điện có thể dùng xe điện để mà họ họ băng và thấp điểm họ sạc vô giờ có điểm có họ, họ có thể cấm dân điện họ bán lại uh, họ tính cái tiền cái giờ cao điểm sẽ cao hơn. đó rồi, đó là những cái mà mà mình thực tiễn thực tế mình xài và những cái mà tương lai là thế giới sẽ phát triển về cái lưới thông minh thì à, các nước phát triển họ đã gắn từng nhà một cái gọi là smart meter để họ tương tác với cái với ngành điện. thì khi có nhu cầu họ có thể ra lệnh từ trung tâm họ cắt luôn một số tích điểm cắt máy lạnh họ cắt mấy điều điều hòa đó mấy mấy lạnh mình đang xài để họ yêu cầu mình bán lại cái lượng điện cho ngành điện họ sẽ mua cái giá cao hơn đó là cái hệ thống mà lưu trữ so tương lai nó cũng rất là phát triển và cộng thêm trong ngành điện khi mà cái nguồn năng lượng tái tạo phân tán nó vào nhiều quá thì việc vận hành lưới điện nó khó khăn tại cái nguồn này là nguồn không ổn định lúc thì nó 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 có đủ lúc thì nó may qua rồi gió đứng nó sẽ mất thế lúc đó tần số về điện áp nó không đáp ứng kịp thời cho lưới điện khi mà hai cái nguồn nó gần, gần bằng nhau thì có nguồn để dự phòng để cứu duy trì tần số và giữ điện áp ổn định thì lúc nó sẽ cần cái hệ thống battery Đối là ngành điện sẽ tính toán là lưới điện hạ thế hoặc là lưới trung thế tính toán cho nào lắp được cái hệ thống lưu trữ này cho nó phù hợp để khi mà mất ổn định hệ thống thì những hệ thống này phải đưa lên cứu lưới điện tức thời chứ không phải đợi mà những cái nguồn khác tới. thêm một số cái kỹ thuật về vận hành lưới điện cũng như là ổn định lưới điện thì mình cũng chia sẻ cũng như lưới điện thông minh trong tương lai thì cũng chia sẻ cho các quý vị có thêm một số thông tin để biết là có thể năm nay hay cố gắng mà lắp thêm tính uh, nhất là nhà mình để mà giảm cái tiền điện tháng như mình. Cảm ơn mọi người đã nghe. À, rất cảm ơn cái chia sẻ của anh Thuấn. Thực ra khi mà anh chia sẻ như vậy thì em nhớ lại là cách đây khoảng hơn 10 năm thì em đã uh, có tiếp xúc với cả bên uh, bên úc bên, bên New Zealand ấy. thì lúc đấy người ta đã triển khai cái chương trình gọi là demand response và sau này thì hình như là bên điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng có triển khai một cái chương trình thí điểm về cái demand response cho các cái tòa nhà cao tầng cỡ lớn. Thế thì cái câu chuyện của anh ấy thực ra nói một cách dân dã thì có nghĩa là đầu tiên là ở góc độ hộ gia đình là chúng ta làm sao sử dụng điện một cách thông minh, có nghĩa là khi nào điện nó rẻ nhất thì chúng ta dùng. Lúc đấy các cái thiết bị điều hòa, máy giặt hay là làm lạnh hay là nồi cơm điện các thứ chúng ta sẽ có thể là bây giờ toàn là thiết bị IoT hết rồi đúng không ạ? cầm điện thoại là có thể điều khiển đóng cắt các cái thiết bị đấy từ xa. Rồi thì smart home. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể làm À, lựa chọn cái thời điểm chúng ta à, kích hoạt các cái thiết bị đấy để sử dụng nó một cách nó thông minh à, đặc biệt là cái giờ vào buổi trưa đúng không? Bây giờ là máy rửa bát hay là máy giặt các thứ thì cứ nhè vào buổi trưa mà dùng chứ chúng ta đừng bật vào cái từ à, 7 sáu bảy giờ tối thì nó sẽ à, không có lợi thì đấy là một trong những cái ứng dụng mà à, à, em nghĩ là trên thế giới người ta đã áp dụng khá là nhiều rồi còn bây giờ nó là cái câu chuyện ở Việt Nam và chúng ta cũng à, em nghĩ là ở ngay cả bên event cũng có những cái chương trình để làm sao à, hướng dẫn người dân sử dụng điện một cách thông minh hơn nữa đúng không ạ? thế thì nó cũng là một phần để à, à, giúp cho ngành điện à, có thể là giải được cái bài toán liên quan đến cái bất ổn về à, cái à, tần số hay điện áp vào cái giờ à, cao điểm hay là cái khả năng mà điều khiển cái công suất của lưới à, 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 em xin dành cái câu hỏi tiếp theo cho anh Hà À, à, có lẽ là anh cũng đã dành rất là nhiều thời gian để à, nghiên cứu về điện mặt trời và em cũng biết là anh có à, một vài cái chương trình liên quan đến à, việc thúc đẩy cái điện mặt trời áp mái à, cho thị trường Việt Nam à, đặc biệt là trước đây thế thì à, còn hiện nay thì em cũng không rõ lắm nên là à, anh Hà có thể chia sẻ à, với quý vị ở đây à, một chút về ở góc độ của anh à, dưới vai trò là tư vấn à, cao cấp của công ty thì à, anh đánh giá như thế nào về tiềm năng của cái điện mặt trời áp mái à, Dành cho hộ gia đình à, trong tương lai Và chúng ta có có những cái sản phẩm Ví dụ như là bên anh Hải thì có thể cân nhắc có những cái sản phẩm tiêu dùng trong tương lai về việc cho vay à, các khách hàng hộ cá nhân mà đầu tư có hệ thống battery đúng không ạ Với một cái lãi suất nào đấy nó ưu đãi Hay là cái gói sản phẩm đấy thật, thật là dễ để cho mọi người cùng tiếp cận Thế thì còn ở phía góc độ anh Hà thì anh có thể chia sẻ thêm được không ạ Vâng, cảm ơn anh Thông thì kính thưa các anh, các anh chị thì tôi cũng xin chia sẻ một câu chuyện rất là thú vị bởi vì có được cái sự bùng nổ có sự có mặt trung đang ngày hôm nay để trao đổi và đặc biệt nó là một cơn cuồng phong trong cái việc lắp đặt điện mặt trời áp mái trong những ngày cuối năm 2020 thì tôi xin rất là hân hạnh được giới thiệu với mọi người một một người đang ngồi đây đã từng rất quyết liệt, đã từng rất tâm huyết và tập nhìn có thể là rất là xa anh Đinh Quang Chi trong cái nỗ lực thúc đẩy, EVN, bộ Ông thương, chính phủ ra à, những cái ban hành, những cái quy định để cơ chế khuyến khích điện mặt trời à, tại Việt Nam và đặc biệt đó là điện mặt trời âm mái thì à, cũng được tham gia làm việc với anh Đinh Quang Chi. À, cũng nhiều lần và nhiều thời gian thì cái yêu thích và cái tâm huyết của tôi cho những ngày đầu làm việc uh, thi thiết điện mặt trời đó là tôi hướng tới đặc biệt đến điện mặt trời mái nhà vì tôi cảm giác cá nhân tôi tôi thấy đó là một cái thị trường đặc biệt tiềm năng của Việt Nam theo cái đánh giá của World Bank thì hiện tại Việt Nam có khoảng 22 triệu hộ dân và riêng World banh không biết anh Kỳ hôm nay có mặt ở đây không nhưng mà cái report của anh Kỳ đại diện cho World Bank cách đây hai uh, năm uh, anh chị ạ và là điều tra thống kê cho thấy là tăng uh, tiềm năng của điện mặt trời mái nhà hộ gia đình lên đến 10 Gw tại hai thành phố lớn đó là Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh thế thì quay lại cái bức tranh chúng ta nhìn thấy cuối năm 2020 thì trong cái số 9,3 ghi GW nối lưới của rooftop thì tôi nghĩ không đáng kể đối điện mặt trời áp mái hộ gia đình và hộ sản xuất cá nhân nhỏ thì như vậy sau những cái chính sách phát triển của EBN của chính phủ của Bộ Công Thương thì đã hình thành và đã đem lại những cái đóng góp chất định ý nghĩa thiết thực đối với an ninh năng lượng điện của Việt Nam. Thế nhưng thực sự đối với thị trường của hộ gia đình cá nhân năm nay mới là năm bắt đầu và sẽ còn rất nhiều tiềm năng cho 3 đến 5 năm nữa. Cái khai thác được cái đấy thì nó phụ thuộc phần lớn vào cái sự tuyên truyền quảng bá của chính phủ của EBN và đặc biệt công nghệ và thiết bị nó sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng để hướng tới hộ gia đình và thị trường này. Vâng, à, em rất là rất cảm ơn à, cái sự chia sẻ của anh Hà. Thế thì à, trong cái nhận định của anh thì có cái à, yếu tố anh đánh giá là cái yếu tố liên quan, em nghĩ là có hai thứ à, quan trọng nhất để làm cái hệ thống điện mặt trời áp mái đấy là về thiết bị thì phải có thiết bị an toàn và tin cậy nhưng lúc nãy các bạn cũng đã trình bày một số những cái công nghệ mà huawei có thể đem lại để giúp cho uh, chủ đầu tư hay là uh, người sử dụng có thể yên tâm khi sử dụng cái hệ thống điện mặt trời áp mái uh, và cái thứ hai nữa chính là cái vấn đề về tài chính <laughs> nên là em lại xin uh, quay lại cái câu hỏi này với cái anh Hải trước tại vì đây là một trong những cái vấn đề khá là hóc búa đối với những khách hàng cá nhân làm sao để hiểu, có thể tiếp cận được các cái sản phẩm các cái gói uh, tài chính hay là uh, ở góc độ uh, ngân hàng thì trong năm nay uh, ngân ví dụ như là um, uh, bên SHB uh, chẳng uh, Bank đúng không? Chỉ uh, các anh có những cái uh, mục tiêu uh, hay là những cái chính sách? hay là những cái gói sản phẩm nào mà anh có thể à, à, bật bí trước với à, khán giả ở đây để mọi người chuẩn bị về à, sẵn sàng ừ. à, khi mà có giá điện mới ra hoặc là ngay lập tức có thể à, à, triển khai à, trong cái thời gian à, à, gần nhất. Vâng, về cái chính sách mà cho vay điện mặt trời mái nhà ấy, thì HDBank cũng làm được khoảng 2 năm nay rồi. Thì chúng tôi cũng chia sẻ như này, tức là không về đặc tính khách hàng á thì theo kinh nghiệm của chúng tôi không riêng gì các hộ gia đình mà thậm chí một số chủ đầu tư đầu tư điện mặt trời áp mái quy mô đến 1 megawatt peak cũng không biết gì về điện nên là nói thẳng là ngân hàng chọn cái giải pháp là cung cấp chọn gói thông qua các cái nhà thầu có uy tín được đưa vào danh sách liên kết và sẽ tư vấn chọn gói cho khách hàng một cái giải pháp chọn gói thì như thế thì khách hàng dễ tiếp cận bao gồm cả giải pháp về kỹ thuật lẫn tài chính thì chúng tôi cũng đưa ra các gói và thủ tục nó cũng rất là đơn giản khách hàng là gần như không phải đến ngân hàng thậm chí ký hợp đồng cũng ký qua app luôn và cái mức cho vay hộ gia đình thì có thể tối đa lên đến là 300 triệu thì với cái quy mô đầu tư như vậy thì có lẽ rằng là nó đã đủ đáp ứng các cái nhu cầu tiêu thụ lắp đặt cho một hệ thống để đảm bảo tiêu thụ điện cho gia đình tất nhiên thậm chí có thể dư bán lại cho EVN còn về cái giải pháp mới của Huawei là cái giải pháp lưu trữ thì do hiện hôm nay là Huawei cũng chưa cung cấp cái cái chi phí tức là cái 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 giá thành nên là về phía ngân hàng ấy chúng tôi là phải nói chung phải có hiệu quả thì mới đầu tư được nên là khi nào mà có về vấn đề có cái thông tin chi tiết về các cái thông số kỹ thuật ví dụ như cái mức độ hao hụt này hay là cái giá thành đầu tư thì có thể chúng tôi sẽ cần một cái buổi tiếp xúc kỹ hơn với Huawei để chúng tôi cũng phải nắm bắt cái thông số về kỹ thuật rồi các cái chỉ tiêu về tài chính thì chúng tôi sẽ lập cho các bảng phân tích và chúng tôi sẽ tư vấn chọn gói cho khách hàng nhưng có lẽ là sẽ hẹn Huawei một cái buổi tiếp xúc mà kỹ hơn để chúng tôi ra cái giải pháp mới cho cái cái lưu trữ thì hôm nay với thông tin sơ bộ cái này thì chúng tôi có thể là chưa đủ thông tin để ra một gói sản phẩm mới. À, dạ vâng ạ em à, rất cảm ơn câu hỏi à, câu trả lời của anh hải à, tuy nhiên là cái câu uh, câu hỏi đấy chắc là sẽ phải bắt lại cho uh, sơn để sơn về làm một cái bài toán tính toán kinh tế kinh tế và kỹ thuật để sau đó thì sẽ trao đổi với cả ngân hàng và tiếp đến là uh, chắc là phải có cả đội ngũ epc nữa thế thì uh, em xin uh, uh, đặt câu hỏi với cả anh uh, huy um, uh, anh là giám đốc của công ty uh, tata solar và đang có cái mục tiêu là sẽ thúc đẩy và phát triển nhanh cái mảng về inverter cũng như là cái phần battery cho hộ gia đình. Thế thì anh có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm mà anh đã triển khai cái hệ thống này ở Việt Nam được không ạ? À, Xin chào mọi người. Thực ra thì mình trước đây cũng có làm một số cái hãng khác ngoài Huawei thì mãi đến về sau này thì mình mới tiếp cận được với Huawei và mình mới thử một cái giải pháp trọn bộ từ Huawei thì một số đánh giá cơ bản của mình là thứ nhất là mình thấy cái giá thành của Huawei nó sẽ có thể gọi là cao hơn các sản phẩm khác đó là lý do tại sao ngay từ ban đầu mình đã không chọn Huawei nhưng đó cũng là nội gọi là một cái sai lầm của mình ngay từ ban đầu tại vì sau khi mà mình hiểu rõ về huawei xong á mình mới thấy là những cái giải pháp của huawei giống như các anh chị cũng không biết á huawei không dùng những cái dc box hoặc là những cái thiết bị ngoại vi khác làm cho cái việc lắp đặt của chính bản thân công ty của mình nó dễ dàng rất nhiều nó bớt lộ đi cực kỳ nhiều nha à, mình đã gặp rất nhiều khách hàng tại vì họ quen sử dụng những cái hãng khác à, bắt đầu là khi mà họ lắp huawei vô họ lại lắp thêm những cái dc box những cái chống sét và vô tình cái đó lại là gây lỗi À, và ví dụ như con mình nói cụ thể tại vì mình là từng lắp ra ví dụ như là con 20 kg của Huawei hoặc là những cái con 10 kg 15 kg khi mà lắp vô nó bắt đầu phát hiện ra một cái lỗi hồ quang điện mà hồi lỗi hồ quang điện đó tìm đến cuối cùng thì mới phát hiện ra đó là do cái DC box. Chính xác lắp không chắc hoặc là những cái kết nối nó không được ổn định và đó lại là, là làm tốn chi phí thêm. Tốn chi phí một là chi phí mình phải mua cái thiết bị ngoại vi đó, hai là cái chi phí mình phải đi tìm tại sao nó lại bị lỗi và không kể những cái lần, lần mà nếu mà những cái thiết bị đó bị lộ mà mình phải đi sửa chữa rồi đến thời nhân công tới thì nó lại tốn thêm chi phí để mình uh, duy trì nó nói chung là rất là mất thời gian và một cái kinh nghiệm của mình là khi mà mình lắp với Huawei nó sẽ cho mình những cái giải pháp tối ưu rất là hay từ những cái MBVT à, mình kể một ví dụ cụ thể luôn đó là nếu mà mình đang lắp một cái hệ 60 kg cho một cái nhà một cái hộ gia đình thì khi mà mình lắp cái inverter khác mình lại dùng tới ba con Tại vì nó không đủ MPPT cho nhiều hướng máy Và khi đó vô tình thì các hãng inverter khác nó thấp chất lượng thì thấp hơn Huawei giá thì rẻ hơn so với từng con Nhưng mà khi mà mình đưa vô cái giải pháp đó nó lại vô tình là độ giá hơn rất là nhiều Mình nhớ là cái lần đó chi phí nó lên tới khoảng hơn 60 triệu Cho việc mua ba con inverter nhỏ thay vì mua một con inverter Huawei của 60 ký thôi thành ra là đó là những cái sai lầm lớn nhất khi mà mình lại chọn những những cái sản phẩm khác trước khi mình chọn Huawei và sau khi cái, cái, những cái lần đó thì mình lại quyết định là chọn Huawei và mình chấp nhận là ngay từ đầu mình đầu tư một lần nhưng mà về sau mình rất rất là khỏe và khi mà tính ra về cái mức độ chi phí rồi tôi thì mình lại thấy Huawei rất là rẻ từ cái việc là bảo hành thôi ví dụ như là bên mình rất là tự tin khi mà nói với các bạn là cái Huawei bảo hành vô cùng tốt rất là đổi mới như các bạn biết những cái hãng khác uh, Inventor bảo hành thường là sửa chữa và thường là sửa chữa tại Việt Nam mà vì Việt Nam là một cái thị trường rất mới cho cái solar nên là cái phần sửa chữa thường là không đảm bảo được chất lượng lắm. Vì vậy nên là mà thiết bị điện tử nữa, khi mà sửa chữa thì nó sẽ không còn giống y chang như ban đầu nữa. Và đó là lý do tại sao mà mình rất tự tin khi nói về Huawei về vấn đề bảo hành, vấn đề về sử dụng và vấn đề mọi thứ về thiết bị về an toàn đó là những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi còn có rất nhiều thứ mà mình có thể rất mất nhiều thời gian để nói nhưng mà mình chỉ nói những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để các bạn dễ thấy nhất là khi mà mình sử dụng Huawei thì nó làm cho câu chuyện về lắp đặt nó đơn giản hơn rất rất là nhiều từ cái việc là ít thiết bị ngoại vi tiết kiệm hơn về chi phí và cái vấn đề mình rất thích một cái đó là khi khách hàng sử dụng á không một khách hàng nào cầm lên phần nào một vấn đề gì hết mà họ thường khen mình họ hay nói với mình là ô trời sao con Huawei nó chạy êm vậy và nó làm sao nó sản sinh điện tốt vậy đó là những cái chia sẻ mà mình hay gặp nhất chứ mình chưa thấy khách hàng nào cầm lên gì về Huawei về sản phẩm nha cái này mình xin uh, chia sẻ thực sự nó là trước giờ khi mà mình lắp đặt đó, đặc biệt là về hộ gia đình thì khách hàng thường khen nhiều hơn chê và khen rất 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 nhiều cái này thì em uh, xin uh, chân thành cảm ơn anh nhưng mà uh, thực ra thì uh, em cũng phải chia sẻ thật em uh, cũng là sale và um, uh, em cũng phải chia sẻ một chút về kinh nghiệm bán hàng tại vì là cách đây khoảng 2 năm như anh nói là thú thực là lúc đấy tiếp cận huawei cực khó bởi vì là huawei không bán <laughs> ở thị trường việt nam và em là người người việt đầu tiên tham gia vào huawei và bắt tay vào cái việc mà phát triển cái thị trường inverter cho huawei ở việt nam thì em biết những cái khó khăn và cái giai đoạn đó thì uh, Huawei lại không tập trung vào cái mảng mà inverter dành cho hộ gia đình tại vì cái thị trường đến lúc đấy nó còn quá bé, Và bọn em uh, cắm đầu cắm cổ chạy theo các cái farm lớn. Thế thành ra là uh, cũng không ưu tiên phát triển uh, các cái kênh đại lý. Thế thì um, cho đến năm 20, uh, cuối 2019 thì uh, Huawei bắt đầu là tập trung vào cái mảng CNI. Và uh, đấy là lý do mà bên Huawei cũng có cái cơ hội để có thể bùng nổ. Có nghĩa là... À, có rất là nhiều các cái đối tác à, bắt tay với cả Huawei để à, cung cấp cái sản phẩm ra thị trường Thành ra là năm 2020 cũng là những cái năm mà có thể nói Huawei cũng khá là thành công à, Tuy nhiên thì không có cái sản phẩm nào là perfect cả đúng không anh? À, à, em cũng nhận được khá nhiều những cái câu hỏi từ phía đặc biệt là các cái đội ngũ kỹ thuật à, như anh chia sẻ đấy là trong cái quá trình lắp đặt đến cái giai đoạn cuối rồi họ gặp rất là nhiều các cái vấn đề à, vì à, Uh, lắp đặt quá là nhanh rồi thì uh, cũng đôi khi cũng do là công nhân cũng ẩu chưa được uh, đào tạo một cái bài bản thì nó cũng có những cái sự cố nhanh nói đã nó xảy ra do là uh, siết ốc vít các thứ là nó không đảm bảo là thành ra uh, họ cũng không biết là lỗi ở đâu thì cứ hỏi cứ gọi lên huawei trước đã còn lên huawei trước đã sau đấy thì uh, huawei trả lời sao tính sao thì um, nhưng uh, thú thực thì uh, em gặp phần nhiều là cái lỗi là do cái công tác lắp đặt hoặc là đào tạo chưa đến nơi đến chốn thành ra là à, gây ra những cái sự cố như vậy. Thế còn à, thiết bị lỗi thì cũng vẫn có. Em phải ở góc độ hãng thì em vẫn phải xác nhận là cũng có. Nhưng à, tỷ lệ thì à, cho đến bây giờ bọn em đánh giá nó thấp hơn cái tỷ lệ mà bọn em vẫn công bố từ xưa đến nay. Đấy là 0,4 phần à, cái 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 sản lượng thiết bị bán ra. Thế đến bây giờ Huawei nhẩm một hồi thì vẫn thấy thấp hơn cái 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 số lượng đấy. Kể cả những cái mà thiết bị do à, công nhân lắp đặt sai. Đấy thì còn cái câu chuyện mà Huawei bảo hành và không đổi thì em nghĩ là tất cả những người mà làm trong ngành điện hoặc là làm về cái thiết bị điện tử thì đều hiểu rằng sửa tay dùng mấy cái mỏ hàn để thay mấy cái linh kiện thì chắc chắn là chỉ một hai tháng sau là chết. Bởi vì cái 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 dòng nó rất là lớn và khi mà chúng ta hàn thì chúng ta thường dùng những cái thiết bị thủ công, cái đấy thì chắc chắn là không đảm bảo cái chất lượng rồi nên Huawei sẽ không bao giờ uh, đi uh, sửa thiết bị và thay thế cái thiết bị cũ để cho khách hàng. Mà cái uh, việc đổi mới thì để đảm bảo cái uh, thứ nhất là cái câu chuyện về thương hiệu của hãng, thứ hai là để đảm bảo cái lòng tin của khách hàng đối với cái sản phẩm. Vâng, um, thế thì uh, em nghĩ là trong cái phần tọa đàm ngày hôm nay cũng uh, uh, tương đối rồi và không biết là ở uh, các quý vị ở dưới có cái câu hỏi nào dành cho các cái khách mời của chúng tôi uh, thì. Uh, Chúng tôi sẽ dành một vài câu hỏi cho các quý vị trước khi tôi tiếp tục <laughs> dạ vâng ạ, à, họ sẽ được mời các anh chị chúng ta nếu như có bất cứ câu hỏi nào để đặt cho các vị chuyên gia trên sân khấu này xin mời quý vị có thể đưa những cánh tay lên chúng tôi sẽ truyền micro đến ạ dạ dạ xin mời anh ạ à. à, vâng xin kính chào quý vị tôi tên là lê thanh nghị tôi cũng là một người quan tâm đến cái vấn đề điện mặt trời tôi chỉ có một hôm nay tôi xem thì tôi, tôi rất ấn tượng và tôi nghĩ là đây là những cái sản phẩm của tương lai rồi thì tôi chỉ có một câu hỏi là theo các vị diễn giả thì chính phủ hay là ngành điện cần có cái chính sách gì để mà người dân người ta tích cực người ta lao vào đầu tư thay vì những cái cú như vừa rồi bây giờ đích thực là những người dân sẽ đầu tư vào cái điện mặt trời mái nhà ví dụ như là tôi nghĩ đơn giản là cái tăng giá điện lên thì kiểu gì người người dân cũng có thể đầu tư Thế tôi xin nghĩ là còn các cái chính sách khác thì xin nhờ các diễn giả giúp hộ à, cái câu trả lời của anh à, câu câu hỏi của anh nghị nó ở cái tầm cũng tương đối cao mà ở đây chắc là cũng không ai dám vạn phép trả lời cái câu đấy trừ ừ em nghĩ là trừ anh, dạ. <laughs> anh uh, sẽ có nhiều cái thông tin cũng như là có khả năng để có thể trả lời cái câu hỏi mang tính rất là bao quát và. Đây, cảm ơn anh, anh nghĩ thì tôi nghĩ là cái câu trả lời ấy là làm sao để từng người dân hiểu được cái hiệu quả của cái việc lắp điện mặt trời áp mái cho từng nhà. Nhưng mà cái khó đối với chúng ta là gì? hầu hết người dân là không hiểu về kỹ thuật điện, Đúng. kể cả như nhà tôi, vợ tôi có bao giờ nghĩ điện như thế nào là tiền này tháng chỉ thấy cứ tháng nào trả thanh toán nhiều tiền sao nhiều thế, Đấy. và khi lắp điện mặt trời áp mái rồi thì có tháng lại có được nhận tiền thì lại phấn khởi vẫn chẳng cần biết là tại sao nó ra nhiều tại sao nó ra ít. Thế thì tôi nghĩ là cái vai trò của các cái công ty tư vấn. Này vai trò của những người uh, lắp đặt, vai trò của ngân hàng và đương nhiên là vai trò của event nữa. Event thì chúng tôi đã thành lập cả một cái solar com vn là Trên đó là nêu tất cả những cái nhà đầu tư cũng như là những người uh, thầu nhà thầu EPC có thể cung cấp các cái thiết bị với cái giá hợp lý và đủ năng năng lực để làm cái việc đó. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là báo chí cũng là một kênh rất quan trọng báo chí thì các ông chí làm sao phải tuyên truyền để cho người dân hiểu được là cái việc lắp điện mặt trời áp mái này có lợi hay ngay luôn cho gia đình mình và lợi cho quốc gia bởi khi anh sử dụng điện ít đi thì nhà nước đã phải đầu tư đã phải đầu tư đường dây truyền tải đã phải đầu tư các cái nhà máy điện chạy khí chạy than đặc biệt là chạy than bây giờ là hầu hết các cái ngân hàng lớn trên thế giới là người ta từ chối không tài trợ nữa thì bây giờ muốn làm điện bổ sung thì chỉ có nhiệt điện khí thôi với điện gió điện mặt trời thế còn than là các nước trên thế giới là phần lớn là họ đã từ chối và sắp tới thì chắc là khi mà cái uh, hiệp định paris cop 21 mà lại có hiệu lực lại Mỹ lại tham gia lại thì chắc chắn là sẽ một loạt các chính sách về thiết chặt, thiết chặt cái khi cái các nhà máy điện có khi phát thải lớn mà sẽ mạnh hơn thì cái năng lượng tái tạo này và đặc biệt năng lượng mặt trời sẽ là bùng nổ và trong vòng vài, vài năm tới nữa nếu như mà công nghiệp của chúng ta phát triển mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài vào nhiều điện tăng vọt lên tăng trưởng 18-20% như những năm 2010-2012 thì chỉ có cách là chúng ta phải lắp gấp các cái điện mặt trời thôi chứ còn tôi nói là làm các nhà máy điện khí nguyên thủ tục mất vài ba năm rồi Đó. xong thì xây dựng ít nhất cũng phải 3 năm đến 5 năm thế thì lúc chúng ta thiếu điện thì chờ 5 năm nữa thì làm sao mà chịu nổi thì phải đi lắp ngay và tôi nói lắp điện mặt trời các ông chí thấy rồi đấy trong vòng có 3 tháng lắp 100 m bình thường trăm mê các bác bình thường còn cái nhà này thì nếu mà lắp khoảng một 200 kg thì rất là nhanh thì trong vòng khoảng một hai tuần khảo sát là có thể lắp lại luôn. thì điện là có ngay được luôn để dùng và đặc biệt là khi có cái pin tích điện nó ra đời với cái giá cạnh tranh thì nó giải quyết được toàn bộ cả cái vấn đề vận hành lưới điện. khi mà điện mà trời thiếu, pin tích điện nó bổ sung công suất vào. điện áp tụt, pin tích điện nó bổ sung vào, thì điện của mình lại luôn luôn ổn định, thiết bị trong nhà lại an toàn, vận hành an toàn để bảo đảm và hiệu quả là gì là chúng ta đỡ phải mua với giá cao Đấy. Đấy, thì tôi nghĩ thì là một số định hướng như thế còn chính phủ ấy thì Đấy, định hướng là có hết rồi nhưng vấn đề là người thực hiện thôi thì hiện nay thì cái fit in tariff cho cái solar farm chắc chắn tôi đoán là sẽ không còn nữa mà chuyển sang đấu giá đấu giá thì nói cái bài toán nó sẽ đặt ra là từng khu vực một khi event mà bộ thông thương tính toán chỗ nào tải được thì ông mới cho đấu giá. Ví dụ cái chỗ này tải chạm mấy áp này tải thêm được 50 mê thì đấu thầu chỉ có 50 mê thôi. Và ông nào chào cái giá bán vào cái đó, điểm đó thấp nhất là ông ấy trúng. À, thì ông đấu được thì ông ấy trúng, không thì thì thôi. Đấy. thế còn solar rooftop thì chắc chắn là nó phụ thuộc vào cái lưới điện của từng nơi, của từng hộ gia đình thì mình mục tiêu của mình là mình cái solar là mình đặt để cho khách hàng sử dụng là chính Đấy, phải đặt mục tiêu là như thế và phần thừa thì phần thừa nhỏ thôi thì bán lên lưới của EVN thì lúc bấy giờ nó mới chịu được chứ còn như vừa rồi làm solar rooftop mà ông nào ông làm một mê một đúng không trong đó dưới sử dụng chỉ có tính theo ký thì chết rồi. thì tất cả nó sẽ dồn lên lưới 22 kV và sau đó đẩy lên lưới trong 10 kV và thậm chí lên cả lưới hai thì là lưới evn sẽ quá tải và cái, cái hệ thống kỹ thuật của evn sẽ vận hành sẽ cực kỳ khó khăn và nếu vận hành khó khăn thì nó ảnh hưởng ngay đến chất lượng điện của các cái khách hàng tiêu thụ khu vực đó thì có lúc mà mặt trời cao thì điện áp nó lại tăng vọt lên các thiết bị tiêu dùng điện của khu vực đó là người ta bị ảnh hưởng người ta xét kiện đó. và lúc ban đêm lại không có điện nữa thì điện áp lại tốt đấy thì những vấn đề đó là muốn giải quyết được triệt đẻ chúng ta phải có pin tích điện và như nãy tôi nói với các chí là hy vọng là cuối năm nay khi mà có một loạt các cái nhà được à, cung cấp thiết bị mới và hiện đại cùng với Huawei phát triển cái, cái pin tích điện polymer và giá thành giảm xuống tính theo lần thì chắc chắn nó sẽ tạo một cái bùng nổ và à, trong thời gian tới thì tôi nghĩ chắc chắn là pin mặt trời à, điện mặt trời sẽ phát triển mạnh và cùng với đó là xe điện chạy điện xe ô tô chạy điện cũng phát triển mạnh và nó kích cái điện mặt trời càng bùng nổ hơn nữa xin cảm ơn các quý vị à, vâng. à, em rất cảm ơn anh Chi à, cái câu trả lời của anh khá là đầy đủ rồi thế thì um, ở đây không biết là các anh còn câu hỏi nào nữa không thì à. em tên là Nguyễn Ngọc Tuân thì em có quan tâm đến cái cái hệ thống điện mặt trời này thì đặc biệt là cái bộ storage thì em có một vài cái câu hỏi muốn hỏi bên Huawei nhất là cái tuổi thọ của một cái bộ storage của mình là nó khoảng bao nhiêu? tức là lúc nãy các anh có chia sẻ là khoảng 4.000 năm, không biết em có nghe nhầm không 4.500 lần sạc xả. xả. thì cụ thể nếu mà tính ra theo năm thì nó được khoảng bao lâu? Đấy là cái thứ nhất. cái thứ hai là cái cái bộ của mình ấy thì nó có tích hợp cho các cái inverter cũ không? hoặc là các có tích hợp được đối với các cái dòng inverter khác không? là cái câu thứ hai. Cái câu trả lời thứ à, câu hỏi thứ ba đó là cái lúc nãy anh chi anh có nói đến là cái bộ uh, bộ bộ lưu trữ cho một mê thì không biết là cái cái kế hoạch hoặc là cái dự kiến của mình là khoảng bao lâu thì nó có thể ra được cái đấy đấy là cái cái tiếp theo cái cuối cùng đó là hiện nay là mình đang có cái bộ uh, lưu trữ nó khoảng 5 ký đó thì có thể là bật mí một cái giá nó khoảng khoảng thôi em biết là cái này nó khó nó liên quan nhiều thứ nhưng mà để mọi người cũng có một cái gọi là cái sơ bộ ban đầu vâng, ạ, xin được cảm ơn câu hỏi rất là chi tiết và rất là nhiều những cái thắc mắc quan tâm của anh cũng rất là thiết thực rất là nhiều người cũng quan tâm những vấn đề này à, yeah. thế thì em lại phải thú thực là em cũng có thể trả lời được một phần những câu hỏi đấy nhưng mà trước hết thì liên quan đến cái phần kỹ thuật thì không biết sơn có muốn trả lời không anh trả lời luôn hả tại vì cái này là nó liên quan đến cái phần uh, anh có ba câu hỏi đúng không ạ em nhớ đâu đấy khoảng ba câu hỏi bốn câu ạ à. bốn câu, câu ạ thì uh, cái câu thứ nhất là liên quan đến uh, cái tuổi thọ đúng không ạ thì nó khoảng bốn uh, năm ngàn lần sạc xả là đúng đúng không ạ thế thì chúng ta cứ chia ra nếu uh, em nghĩ là nó liên quan đến cái cái chuyện sạc xả nó liên quan đến cái bộ điều khiển của cái 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 cái, cái cục battery thôi là cái chúng ta cứ ước chừng như thế này Uh, một ngày anh cứ uh, xem xem là cái hệ thống điện mặt trời của mình nó tăng giảm bao nhiêu lần uh, trên đám mây đúng không ạ? Nhìn nhìn trên cái sơ đồ là mình có thể đoán được. Thế thì uh, em cứ giả dụ thôi. Uh, chúng ta không thể biết là mặt trời lúc nào có mây hay không có mây đúng không ạ? Nên là um, em giả dụ là một ngày nó sạc xả được khoảng 5 lần đi, đúng không ạ? Còn còn tùy vào cái 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 độ mà sạc bao nhiêu cái này là liên quan đến battery nó cũng là một cái một loạt các cái công nghệ riêng cái công nghệ sạc xả đấy cũng đã là một cái topic phải làm được mấy cái bằng tiến sĩ rồi. Nên là em không dám uh, mạn phép vào đấy nhưng chúng ta cứ chia cỡ khoảng 5 lần đúng không? Là được một uh, ngàn, ngàn ngày đúng không? Thì tối thiểu thì nó cũng phải được uh, anh cứ chia 365 ngày nữa thì tối thiểu là cũng phải cỡ gần uh, 4 năm gì đấy. Nhưng um, em nghĩ là cái tuổi họ thì thường nó cao hơn đặc biệt là do cái pin uh, lithium battery này thì uh, tuổi thọ nó có thể cao hơn nhưng nếu mà chúng ta ước chừng theo cái con số đấy có nghĩa là với cái giả dụ của em là tương đối đúng thì ít nhất là nó cũng phải cỡ được đầy đâu đó 4 năm à, cái thứ hai là liên quan đến cái việc mà à, cái battery này nó có thể tương thích ngược với cả các cái dòng inverter cũ hay không à, thì em cứ mạnh phép trả lời luôn là chắc là không bởi vì là đây là cái dòng đầu tiên mà à, Huawei ra và nó tương thích với cái dòng inverter mới nhất là cái dòng L 1 là đối với cả cái dòng một pha và M1 đối với cái dòng 3 pha à, Và cái cấp điện áp để sạc của nó nó cũng khác so với cả cái battery lithium bình thường Cái cấp điện áp của nó uh, khá là cao Thế nên là uh, theo em biết thì là nó hiện nay chưa tương thích với cả các cái battery của hãng khác Tuy nhiên cái inverter của Huawei thì trước đây cũng có một cái dòng sản phẩm uh, Là đó đã có tích hợp cái chức năng mà uh, sạc À, vào cái pin battery rồi nhưng mà cái cái đấy là cái pin lithium của hãng LG Chemiker. đấy, thì bây giờ hiện nay là cái dòng sản phẩm của Huawei là vẫn tương thích với hai dòng nhưng có thể trong tương lai thì lại sẽ tập trung vào cái dòng riêng của Huawei thôi đấy, à, cần cái câu hỏi tiếp theo là liên quan đến giá thì à, thú thực là em cũng không biết luôn à, và cái giá này thì là Huawei hiện nay thì đến thời điểm này thì đã có cái đơn giá cho các đại lý rồi à, có thể là chưa public thôi Uh, nhưng mà chắc là sẽ hẹn sớm để đưa ra thị trường cái thông tin liên quan đến giá bán cuối cùng cho người sử dụng. Đấy, uh, không biết là em cái một mê. Ấy. À dạ. cái một mê cái một mê thì lại khó hơn nữa. Uh, cái đấy thì nó liên quan đến cái uh, hệ thống farm mà như anh chị lúc nãy cũng có chia sẻ đấy là uh, uh, các cái hệ thống điện mặt trời áp mái hiện nay thì có rất là nhiều cái hệ thống nó ở cái sizing cỡ khoảng 1 MW. Nếu mà chúng ta sạc nguyên một ngày thì nó cũng phải cỡ được đến 4 5 giờ đúng không ạ? Cỡ khoảng 4 5 kW giờ nhưng mà thấy thì quá nhiều luôn ạ. À, um, em chưa có cái um, lộ trình chính xác nhưng um, hình như là cỡ đầu đó quý 2 thì Huawei cũng uh, uh, ra cái dòng sản phẩm này dành cho cái uh, các cái farm lớn tuy nhiên ở việt nam thì em nghĩ là còn phải chờ chính sách cái gì nhỉ à, tại vì cái chính sách này thì cũng đã có đâu đó từ năm ngoái nhưng mà sau đấy thì lại không 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 ra rõ cái giá điện dành cho battery và cái à, việc mà thử nghiệm cái hệ thống battery cỡ lớn ở trên thế giới bây giờ nó cũng chỉ ở một số nước mà rất là giàu thôi à, cái giá pin nó cũng chưa giảm đến mức mà để cho triển khai ở, ở diện rộng được thế nên là em nghe đâu đấy có mấy gigawatt ở bên mỹ nhưng mà chắc là mỹ nó giàu chứ còn chờ đến việt nam em nghĩ phải để uh, cho nó thị trường nó phải xuống xuống một chút nhưng anh chị nói phải cỡ uh, ít nhất là phải uh, giảm độ khoảng 5 lần thì anh em mình mới nghĩ đến chuyện đầu tư nhưng mà đấy uh, em uh, những cái thông tin em có thì em cũng xin chia sẻ hết thì không biết là ở đây uh, các anh có anh nào có thêm cái thông tin gì hay hơn thì có thể uh, trả lời bạn ấy giúp em được không ạ à, cũng bổ sung thêm với quân thông là à, hiện nay ở việt nam mình thì Uh, có ngành điện có triển khai lưới điện thông minh ở cung đảo thì ngoài đó thì dự kiến lắp hai b là hệ thống best hai b hiện nay là như aab trúng thầu có thể hy vọng là năm nay có hệ thống mà cung đảo ngoài đó vừa có gió có mặt trời có diesel và thêm hệ thống best nữa để mình vận hành thí điểm về sự tương tác các cái nguồn đó như nào tối ưu khi lấy kinh nghiệm đó mình sẽ đưa vào đất liền mình vận hành thì những cái hệ thống mà lắp best là theo mình đó là những cái tải mà đặc biệt quan trọng cũng như gần bệnh viện hay chỗ nào mà không thấy mất điện được á thì nên lắp best đó để mà lỡ có việc gì thì mình sẽ cứu liền hệ thống best để cứu liền cho cái khu vực tải đặc biệt quan trọng đó thì hy vọng là năm nay chắc ngoài cũng đảo có hệ thống hai m best hệ thống best vâng ạ, xin được cảm ơn uh, những câu trả lời chia sẻ Dạ, dạ vâng, vâng ạ xin anh truy ạ tôi xin uh, trả lời thêm với thán mấy mấy điểm này thứ nhất là cái uh, dùng trong bao lâu thì theo cái tiêu chuẩn của Huawei ấy, thì có thể sạc và xả là 5.000 lần cả đời dự án. cho nên nếu mà sạc xả như anh, anh thông nói thì tôi cho rằng là không hiệu quả. Đúng. Không? Mà mình phải thiết kế cái 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 solar rooftop nhà ấy là khi tôi chỉ sạc khi mà gia đình em không dùng hết công suất đó. và sạc một lần đầy và đến đêm thì ông mới bật lên ông dùng lại. Chứ là cố gắng một ngày ông lập cái trình lập trình là chỉ sạc một lần sạc một lần thì cái cái đời dự án ông sẽ sử dụng có thể đến 13 năm đấy. chứ còn nếu mà anh cứ để chế độ sạc xả liên tục là máy cũng sẽ ảnh hưởng đấy, cho nên là đây nữa, của Huawei là của mình có cái đặc điểm là dùng cái smart đúng không cho nên là mình phải dùng cái giải pháp thông minh nhất để làm sao cái thiết bị của mình cái pin tích điện dùng được lâu nhất đấy và hiệu quả nhất và khi mà giá điện lúc nào mà cao thì mình mới xả ra mình dùng và lúc nào thấp thì mình lại phải tích vào và lúc nào mình thừa mình không bán được có nghĩa là lúc bây giờ là cơ hội về về về, về bán là bằng không thì mình phải tích vào để lúc sau này mình dùng đấy, đấy là tôi đề nghị là cái các nhà kỹ thuật khi mà hướng dẫn cho khách hàng phải đi theo cái hướng đó chứ còn tôi nói thật như ông thông mà đi bán hàng thế thì chết rồi ông không không vạch ra cái phương án tối ưu nhất để cho cho người ta sử dụng cái thiết bị của mình một cách hiệu quả nhất và giảm cái chi phí đầu tư cho khách hàng cái thứ hai về giá giá thì hoa nam với lại Huawei đang bàn và tôi cũng bảo là bây giờ ông phải tính làm sao để khách hàng người ta phải hoàn vốn được hiệu quả đúng không trong đó có cái hướng dẫn như là tôi nói là ông phải sạc xả hợp lý nhất để làm sao kéo dài cái tuổi thọ của cái pin ra và nhà đầu tư người ta dùng lâu dài cái thứ ba là về cái pin mà một mw rồi. Để cho cái Solar Farm và cho cái Solar rooftop mà cỡ một m thì cái này thì tôi đã biết là Huawei cỡ khoảng quý 2 sẽ ra và tôi cũng đang đàm phán để để sử dụng luôn một cái cho của mình để chạy thử được. và giá phải hoàn vốn được cuối cùng là câu 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 hỏi là ông hoàn vốn hay không hoàn vốn là chỗ là gì nếu bây giờ tôi đang chạy một nhà máy ví dụ 50 mươi m Giờ event có lúc nó bảo cắt đi khoảng 10 phần trăm có ông chỗ nào, ở đen chỗ nào chỗ mà lúc cái lưới mà nó quá tải nhiều cắt đến 49 phần trăm ông thử tính xong mất bao nhiêu sản lượng thì ông lắp cái này và đến lúc đêm khi mà lưới thoáng rồi thì ông phát lên vẫn hưởng theo cái giá cũ thì thời gian hoàn vốn là bao lâu được. liệu có vay được cho anh hải không được không vay được hoàn vốn tốt thì làm ngay còn nếu mà giá của bác chính mà cao quá mà em thấy lỗ thì em không làm. đấy là nguyên tắc thị trường đúng không? Đấy, cho nên tôi đang đang yêu cầu là tính toán làm sao phải cả hai nhà đầu tư cũng như là người bán phải win-win thì mới làm được. Đấy, thì cái giá thì chắc là như thế nhưng tôi hy vọng là cuối năm nay khi mà thị trường cái pin polymer nó bùng nổ thì Huawei cũng phải theo thị trường thôi, chả cách nào. nó đã xuống 5 lần thì tất cả đều phải xuống 5 lần đúng không? Đấy. đấy. thì tôi nghĩ là có mấy câu trả lời thêm như thế để chúng ta tị... có cái định hướng thì sau này chúng ta làm cho nó hiệu quả và từng cái nhà đầu tư là phải tính toán xem là là với cái hộ gia đình của mình như này nên làm thế nào cho nó hiệu quả nhất đấy, xin hết. Dạ, vâng ạ. xin được uh... dạ, cảm ơn em uh, xin uh... cảm ơn anh chi ạ dạ. uh, em lúc nãy em cũng đã xin đính chính trước là em chỉ giả dụ thế thôi và vì cả riêng cái đề tài mà làm thế nào mà để sạc xả nó tối ưu ấy là phải làm được mấy cái bằng tiến sĩ nên là đây là có thể là cái đề tài mở để cho các bạn sinh viên trường bách khoa sẽ nghiên cứu về cái câu chuyện smart grid nữa anh ạ chứ anh em mình mà trả lời hết đấy thì các bạn thì không còn việc để làm um, uh không biết là các anh còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ vâng ạ, thực ra thì Hồng Anh nghĩ là ở đây tất cả quý vị chắc chắn là còn rất là nhiều những thắc mắc và câu hỏi. Tuy nhiên là vì thời lượng của sự kiện của chúng ta cũng có hạn cho nên là Hồng Anh xin phép là chúng ta sẽ khép lại phiên tọa đàm ngay tại đây. Và nếu như các anh chị chúng ta có thêm những thắc mắc và câu hỏi, có thể tiếp tục trao đổi với các chuyên gia À, vào cuối chương trình ngày hôm nay cũng như là hồng hạnh nghĩ là nãy giờ với những phần trao đổi những phần chia sẻ từ các chuyên gia từ anh tri à, từ anh thông từ đại diện huawei cũng như là tất cả các anh à, chuyên gia trên sân khấu thì quý vị cũng nắm được những thông tin à, à, thiết thực nhất ví dụ như hồng hạnh là một người à, một hộ gia đình rất là là à, phổ thông nhưng mà sau khi nghe những à, những chia sẻ từ các anh thì hồng hạnh nghĩ là à, có thể là trong tương lai gia đình của mình cũng sẽ à, cố gắng à, À, áp dụng cái à, phương án này để tiết kiệm à, về mặt lâu dài, tiền điện cho gia đình đúng không ạ? Và ngày hôm nay sự kiện này cũng là một cái kênh rất là chính thống để có thể truyền tải thông tin đến cho rất là nhiều những người tiêu dùng mà phổ thông giống như gia đình Hồng Hạnh. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả các chuyên gia và anh Thông ạ. À, vâng, cảm ơn chị. À, chắc là cái buổi hội thảo này có một chút ít thành công là sau cái buổi này là chúng ta đã có một khách hàng rồi đã này. <laughs>